Quý vị đã cùng trở lại với chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời. Đây là chương trình do công ty truyền thông Money kết hợp với kênh truyền hình Phật sự online TV và đặc biệt là với sự đồng hành của doanh nghiệp Latito cùng tổ chức chương trình này. Và chương trình hôm nay thì con xin trân trọng được giới thiệu với tất cả các quý vị khách mời, các vị khách mời đặc biệt của chúng ta, đó là Thượng tọa Thích Minh Thành, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Cần Thơ ạ. Dạ vâng. Con xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ tâm lý học chị Lê Thị Linh Trang, giảng viên của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và làm gương mặt truyền hình rất là quen thuộc trong các chương trình về tâm lý ạ. Vâng, xin chào chị. Dạ. Và con như thường lệ thì con là Phạm Thị Thúy, là MC của chương trình hôm nay. Và thật sự là chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời, như là chúng ta đã biết qua năm số, thì đây là một chương trình mà hy vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, mang lại cuộc sống hạnh phúc, an vui cho mọi người. Và chúng con rất là hoan hỷ chào đón tất cả các quý vị khách mời đặc biệt, cũng như là tất cả các cô chú, các anh chị đã có mặt trong khán phòng hôm nay để chúng ta có thể bắt đầu cuộc giao lưu ạ. Dạ. Trước tiên thì con xin kính chào Thượng tọa và Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang. Con rất là cảm ơn Thượng tọa và Tiến sĩ đã có mặt trong chương trình hôm nay. Và con xin đầu tiên con xin hỏi Thượng tọa Thích Minh Thành, thầy từ Cần Thơ lên đây tham dự chương trình này. Và cũng là hình như lần đầu tiên thầy có mặt trong trường quay của chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời đúng không ạ? Thầy có thể phát biểu đôi lời cảm tưởng và nói vài câu đầu tiên với các vị khán giả ngồi đây được không ạ? Dạ, con mời thầy ạ. A Di Đà Phật. Xin chào Tiến sĩ Linh Trang và chào MC dẫn chương trình. Dạ. So với cái đoạn đường mà đi từ cõi Ta Bà về cõi Phật thì cái con đường từ thành phố Cần Thơ đến Sài Gòn thì nó chẳng là bao. Dạ. Và so với cái con đường Hoằng Pháp á, thì từ Cần Thơ đến cái quận Tân Bình này cũng không có xa lắm. Dạ. Cho nên thật sự nói là đến chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời không có mệt. Và điều thứ hai, khi bước chân vào trong cái chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời này, cái cảm giác không gian rất là ấm cúng. Nó vừa thanh tịnh mà nó lại vừa sinh động. Và nó đúng với câu của Đức Phật dạy là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, là Đạo Phật không xa rời cả các Pháp thế gian. Cho nên trong cái chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời, tức là tình đời mãi mãi mang ý đạo và tâm đạo mãi mãi sưởi ấm cho tình đời. A Di Đà Phật. Vâng, con cảm ơn những lời rất là quý giá của thầy Thượng tọa Thích Minh Thành. Và bây giờ rất là xin phép được hỏi chị Linh Trang ạ, cảm xúc của chị như nào khi mà đến với chương trình Phật Pháp ứng dụng Chuyện Đạo Chuyện Đời hôm nay ạ? Vâng, xin mời chị ạ. Dạ, kính thưa thầy, chào bạn Thúy và xin chào quý cô chú anh chị ở đây. Tôi rất là vinh dự hôm nay được ngồi trong khán phòng này, được giao lưu và được chia sẻ những cái nội dung mà thực sự mà nói là như thầy vừa nói đó, thì Đạo Phật không thể tách khỏi thế gian. Cho nên với cái chủ đề là làm thế nào chia sẻ với con cái là một chủ đề mà liên quan đến cái công việc hàng ngày của tôi, là vấn đề tâm lý học. Và tôi thường đặc biệt rất là quan tâm đến những vấn đề về phụ nữ và trẻ em. Cho nên là con cũng xin lỗi thầy là thực sự con cũng không hiểu biết gì về Phật Pháp, về gọi là một tôn giáo. Cho nên là cũng hơi sợ sợ khi mà đến tham dự, không phải là sợ cái gì mà sợ mình phạm húy, sợ mình không có hiểu biết, rồi mình có nói những điều nó không có phù hợp với lại Phật Pháp. Thì nếu có thì mong thầy và các chư vị cô chú anh chị ở đây cũng bỏ qua. Nhưng mà tôi tham dự vì tôi nghĩ rằng là mình sẽ học được thêm rất là nhiều thứ từ những vị khách mời cũng như là những người đến dự. Và đồng thời mình cũng sẽ được chia sẻ những gì mà mình đã quan tâm, đặc biệt là vấn đề về con cái và gia đình. Để chung quy lại thì chúng ta cũng đều có mong muốn là gia đình chúng ta, con cái chúng ta luôn luôn hướng đến đạt được cái sự hạnh phúc, có phải không ạ? Yeah. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Linh Trang. Chị khiêm tốn thì nói vậy, chị Linh Trang là một gương mặt truyền hình mà có là khách mời, là chuyên gia của rất là nhiều chương trình về phụ nữ và trẻ em. Và đặc biệt chị Linh Trang cũng là một MC của nhiều chương trình liên quan đến trẻ đấy ạ. Và hôm nay thì chị em mình đổi vai tí xíu. Vâng, rất cảm ơn mọi người đã đến đây. Và hôm nay thì con xin bắt đầu cuộc trò chuyện với một câu hỏi
đầu tiên nó đến từ một cái khảo sát bỏ túi của ban biên tập của chương trình này. Các bạn ấy đã rất là dày công phỏng vấn một khảo sát nhỏ với khoảng 20 em. Có những em ở độ tuổi dưới 10 tuổi và có một nhóm trẻ từ độ tuổi từ 11 đến 20. Và các bạn ấy có hỏi các bạn một câu này: em có điều gì chưa hài lòng với cha mẹ của mình không? Và em cảm thấy cha mẹ mình có điều gì chưa hiểu mình? Thì một điều bất ngờ là có hơn 70% trong tổng số 20 em trả lời là mình hài lòng với cha mẹ mình. Nhưng mà trong số 20 em trả lời thì có đến 95% các em nói là cha mẹ chưa hiểu mình. Dạ, có lẽ là đây là một, nghe thì có vẻ hơi mâu thuẫn, nhưng mà có lẽ đấy là thực tế, đúng không ạ? Chị Linh Trang đã làm với rất là nhiều những cái ca về trẻ, thì chị có thể bình luận gì về điều này ạ? Vâng, xin mời chị ạ. Tôi nghĩ cái con số mình khảo sát thì nó chưa có nhiều. Dạ, một chút xíu. Nhưng mà chắc là nó cũng tiêu biểu dữ lắm. Không biết là ở đây có các bạn nhỏ, các bạn cũng có câu trả lời như vậy hay không. Nhưng phần lớn những bạn mà có nhắn tin hay gọi điện hay là inbox vô Facebook của tôi để trao đổi đó các anh chị, thì đều tâm trạng là cái câu đầu tiên là ba mẹ con không hiểu con. Nhưng tôi nghĩ chắc là mấy em đó đó, ba mẹ không hiểu nên mới kiếm cô Trang. Còn lại những em khác ba mẹ hiểu rồi chắc nó không kiếm, phải không ạ? Là thậm chí có em á, kết thúc cái lời nhắn ở trên Facebook với tôi là: cô ơi, bây giờ con chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ luôn không bao giờ dậy nữa, cho ba mẹ con vừa lòng. Sợ dạ, lắm đúng không ạ? Sự rất là dạ. Nghiêm trọng. Mà các anh chị có biết là công việc của tôi thì nó rất là nhiều, nhưng tôi lại không làm tư vấn giống như cô Thúy. Cho nên mỗi lần ai mà đặt câu hỏi là cô Trang tư vấn giùm tôi là tôi chối liền. Tôi nói tôi sẽ giới thiệu đến những chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, ví dụ như cô Thúy đây nè. Chứ còn tôi không có tư vấn. Nhưng mà khi một đứa trẻ nó gửi cái mail với cái lời cuối như vậy, thì các anh chị nghĩ là tôi có tiếp tục nói chuyện với nó không? Tôi nghĩ sao mà tôi không nói chuyện với nó nữa, đúng không ạ? Vì tôi nghĩ nếu lỡ mà tôi không nói chuyện với nó, lỡ ngày mai nó chết thiệt á, thì chắc đời mình ân hận, mặc dù tôi không biết nó có chết hay không. Thế thì tôi sẽ làm gì? Và tại sao mà em ấy muốn con chết luôn, con ngủ luôn, mà lại còn thòng thêm câu là cho cha mẹ con vừa lòng mới là đáng sợ. Và cái khảo sát tuy nhỏ đó nhưng mà nó cũng phản ánh một phần cái tâm tư nguyện vọng của các con mình, phải không quý vị ha? Dạ. Dạ vâng, một cái tâm sự rất là lắng đọng đúng không ạ? Có lẽ đây cũng là tâm tư của nhiều các bậc cha mẹ ngồi đây, và ở trong căn phòng này cũng có một số bạn là con. Thì rất là mong chút nữa mình sẽ phát biểu cảm tưởng nha. Chuyên đề của chúng ta hôm nay, chuyện đạo chuyện đời suốt năm, đó là để hiểu nỗi lòng con trẻ. Vâng, và chúng ta ngồi đây thì dù chúng ta là ai thì chúng ta cũng đã là những người con, đang là những người con, đúng không ạ? Và con rất là mong được nghe ý kiến của thầy. Thầy làm nhiều năm về vấn đề liên quan đến những điều tuyệt vời mà Đức Phật dạy. Thầy đã chia sẻ rất nhiều pháp thoại trên mạng cũng như là trong cộng đồng, và thầy tiếp xúc với nhiều Phật tử có con và nhiều Phật tử là trẻ. Thì thầy bình luận gì về cái câu chuyện mà ban tổ chức đặt ra khi mà trẻ không được cha mẹ hiểu, và thầy có thể cho mọi người biết cái nguyên nhân nào mà giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ ruột rà máu mủ nhưng lại mất kết nối như vậy không ạ? Con mời thầy ạ. A Di Đà Phật. Trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ Linh Trang đã có những cái phát biểu, nói chung là thổ lộ cái tâm tình của mình qua những cái lần mà có thể nói chuyện với các em nhỏ. Thì thật sự ra ở trong cái thời đại của chúng ta thì tuổi trẻ luôn luôn lúc nào nó cũng có những cái luồng sinh khí của nó. Nhưng mà hễ mà luồng sinh khí đó nó bị cản lại thì đương nhiên là những cái tuổi trẻ nó sẽ có những cái mà nó dùng cái từ là đánh mất mình, hoặc là không có tự do, hoặc là nó giống như kiểu mà nó tủi thân rồi nó cô độc, rồi nó hay tìm đến cái chỗ mà giống như cô Trang vừa mới nói là con muốn ngủ suốt cả một cuộc đời để cho cha mẹ vui lòng. Nhưng mà thật sự ra đó, trong gia đình thì không phải riêng cha mẹ và các con, mà ở trong đó ông bà, cha mẹ, các con và kể cả vợ chồng chung sống với nhau. Sở dĩ mà các con đó có những cái điều mà giống như cô Trang vừa mới nói, hoặc là cái câu hỏi mà khảo sát là tại sao tuổi trẻ nó lại hiện nói rằng là bố mẹ không có hiểu nó, không thông cảm cho nó, bởi vì nó có nhiều lý do. Thứ nhất là cha mẹ và con cái nó phải có một cái kết nối mà gần như kết dính, đó là một huyết thống từ trường.
Mà nếu bố mẹ và con cái nó mất đi cái sự kết nối, tức là không có sự giao thoa của huyết thống từ trường, thì đứa con nó dễ dàng bị lạc lối. Nói chung là nó bị rơi rớt đó. Thành ra rồi tất cả những suy nghĩ của nó không còn nằm ở trong vùng phủ sóng của cha mẹ nữa. Cho nên quan trọng nhất là cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng vậy, cha và mẹ phải sống như thế nào thì đứa con nó mới không đứng ngoài vùng phủ sóng. Chứ không phải rằng là cha mẹ đối xử với nó, mà ở đây bố và mẹ sống với nhau, đối xử với nhau như thế nào thì mới mang lại cái sự kết dính giữa đứa con trong gia đình. Có đôi khi những đứa con trong gia đình nó nhìn thấy bố mẹ nó sống với nhau hình như lơ là quá. Một ngày nó không gặp bố nó bao nhiêu lần, một ngày không gặp mẹ bao nhiêu lần, bố mẹ nó gặp nhau cứ cãi vã với nhau vân vân. Thì chính cái điều đó cũng làm rạn nứt, và chính điều đó nó tạo nên một bức tường ngăn cách mà nó xây dựng lên bằng cái sự thiếu chăm sóc cho nhau. Cái bức tường đó nó sẽ xây dựng bằng cái chỗ là thiếu chăm sóc cho nhau. Cho nên ở trong câu này thì thật sự ra bố mẹ luôn luôn lúc nào cũng vậy. Điều quan trọng nhất là bố phải sống với mẹ như thế nào, còn mẹ phải đối xử với bố như thế nào. Bởi vì bố mẹ, ông bà già xưa gọi bố là mặt trời, mẹ là đất. Và bố mẹ là hai thể xác nhưng mà chỉ có một linh hồn. Cho nên từ mặt trời và đất, cái linh hồn cuối cùng là cây. Và chính cái cây đó nó có xanh lá hay không, và kết quả của cái cây đó chính là hoa trái của yêu thương. Cho nên nếu mà bố không phải sống như mặt trời và mẹ không hút được màu mỡ của đất thì cái cây nó sẽ cằn cỗi và cái trái nó sẽ không được ngọt ngào. Cho nên ở đây cái chỗ quan trọng nhất là bố, mẹ sống như thế nào, có thể là kết dính với nhau nhiều hay không, rồi mới phải đến cái sự quan tâm cho những đứa con. Thì những đứa con đó nó sẽ không có cảm giác bị mất, không có cảm giác như là bị bỏ rơi, nó không có cảm giác như là nó sống thui thủi cô độc một mình. Và cái cảm giác đó rất ghê. Cái câu nói mà nói con muốn ngủ suốt một cuộc đời để cho bố mẹ được vui lòng, câu nói đó rất nhiều. Khảo sát 70% trong 20 đứa trẻ thì đó là 14 đứa rồi. Còn 95% hết 19 đứa rồi. Thấy không? 19 đứa nó có những cái là không có được cái sự quan tâm chú ý gì của bố mẹ cả. Cho nên ở đây chúng tôi xin có một đôi lời của những người ở trong cái lĩnh vực tôn giáo, kính khuyên tất cả những bậc phụ huynh, những người mà đã từng kết dính lại với nhau để rồi mang đến cho gia đình chúng ta những hoa trái của yêu thương, thì hãy sống như thế nào để mà tất cả chúng ta mang một chút tình rồi thêm một chút mật ngọt, để rồi cho con trẻ của mình nó có thể trở thành một cái trái mà nó vừa tròn trịa, vừa thơm tho và vừa ngọt ngào. A Di Đà Phật. Vâng, con cảm ơn so sánh rất là hình ảnh của thầy. Đúng là con cái là hoa trái của yêu thương mà tạo nên bởi cái sự kết nối giữa bố và mẹ. Con rất là cảm ơn ý tưởng của thầy. Con đã từng chia sẻ với phụ huynh là điều mà con cái cần nhất là bố mẹ đối xử với nhau như nào, bố mẹ có yêu thương nhau hay không. Em rất là muốn phỏng vấn thêm chị Linh Trang vấn đề này. Chị quan sát các bạn trẻ trên cuộc sống thực á, qua sinh viên, học sinh mà chị tiếp xúc á, chị thấy là các bạn ấy bất bình điều gì với cha mẹ, các bạn thấy cha mẹ không hiểu các bạn điều gì hả chị? Chị có thể có những ví dụ cụ thể để chúng ta cùng chia sẻ không ạ? Tôi thì nghĩ rằng là cái sự không hiểu nhau giữa cha mẹ con cái đó là sự tất yếu trong cuộc sống, có phải không các anh chị? Không phải chỉ với mình với lại mấy đứa nhỏ nít đâu. Mà kể cả mình khi mình đang ở vai trò con, các anh chị hãy nhìn lên bố mẹ mình với họ có hiểu nhau hết không? Dạ thưa cũng không luôn, phải không ạ? Ví dụ như tôi đi làm về, má tôi hay nói là mày đi đâu mày đi hoài vậy? Cái có khi tôi mệt quá, tôi không có kiềm chế được, tôi nói ủa con đi làm chứ con đi đâu? Bộ má không biết con đi làm hả? Bộ con đi chơi hả? Rồi xong rồi tụi tôi nói chuyện với nhau hay nói bởi vì má mình ở trong nhà riết, má mình không có hiểu là mình ra đường á là mình phải đương đầu ở ngoài đường như thế nào. Nói thật anh chị, ở cơ quan á, nói chuyện với sếp là mình cũng phải một dạ hai thưa rồi, đúng không các anh chị? Rồi với đồng nghiệp á, đâu dám la đứa nào đâu, la nó không làm sao. Cấp dưới càng không dám la nó giận mình, rồi nói xấu mình. Khách hàng càng không dám la nữa, la họ bỏ mình sao. Nhưng mà có gì bực bội không? Có, dồn nén hết trong người. Vậy mà về cái cha mẹ mình không hiểu, cái giận. Đấy. Rồi ngược lại có cái gì mình không hiểu cha mẹ mình không? Dạ có, phải không ạ? Thí dụ như hỏi má ăn này không? Thôi khỏi cũng được con. Muốn thì nói muốn đi, nói khỏi cũng được, đến hồi không mua cái
nó hỏi gì cơ, nó không mua cho mình luôn à. Vậy thôi nãy ta nói muốn đi đúng không? Bởi vì mình quen, mình người trẻ, được là được, không là không được. Nhưng người già đó muốn nhưng mà sợ mắc công, con đi mua, con quay về, con đi làm trễ đó. Cái nó không được cũng không sao, nhưng mình đi rồi cái nhà giận buồn vậy đó. Thành ra nói với lại Thúy, các anh chị đây luôn là cái chuyện không hiểu nhau là chuyện tất yếu, vì nó có sự khác biệt về thế hệ. Và kể cả chúng ta cùng thế hệ thì chúng ta kết hôn với nhau, chúng ta yêu nhau và tìm ra quá trời thứ chung giống nhau thì mới lấy nhau, đúng không các anh chị? Nhưng mà đến khi về ở rồi mới phát hiện ra là gì? Dạ, người ta ra tòa cũng chỉ vì một câu là không hiểu nhau. Có người ở tới 60-70 tuổi lúc chết nhắm mắt vẫn nói bà không hiểu tôi. Tôi thích ăn thịt vịt mà bà cho tôi ăn thịt gà không à. Mà chịu đựng bao nhiêu năm nay vậy đó. Dạ, cho nên chuyện mà cha mẹ với con cái, nhất là trong thời kỳ hiện đại, không hiểu nhau thì nó càng tất yếu hơn nữa. Nhưng Thúy đặt vấn đề là người trẻ hiện nay thì họ thường than phiền gì về cha mẹ? Thì thưa với các anh chị là họ thường than phiền là cha mẹ họ không hiểu là họ muốn cái gì. Cái nhu cầu á, cái nhu cầu trong cuộc sống á. Cái thứ hai nữa là họ than phiền là cha mẹ không cho họ được tự do. Tự do trong cuộc sống, tự do đi chơi với đứa này đứa kia, tự do chọn cái nghề, cái trường mình học, tự do chọn bạn bè, hoặc là thậm chí là tự do chọn cái bộ quần áo để bận cũng không có nữa. Rồi có một số bạn đó thì hờn trách cha mẹ gì, không đủ điều kiện để phục vụ cho những cái thứ mà cần thiết. Thí dụ như là phải đi học Anh văn nhưng mà cha mẹ không có đủ điều kiện. Cần xài điện thoại nhưng mà cha mẹ không đủ điều kiện thì họ cũng hờn trách. Rồi ngược lại có những bạn thì rất là đủ điều kiện thì lại hờn trách cái chuyện là cha mẹ không có quan tâm. Hỏi không có quan tâm là sao? Là không thấy mặt, thấy để tiền trên bàn không vậy thôi à. Không có nói chuyện, thấy nhắn tin được không à. Rồi ngược lại có những người á thì lại hờn trách cha mẹ là quan tâm quá đáng. Trời ơi, ngày đi học gọi điện hoài, nhắn tin hoài. Anh lạ ha, các anh chị đứa không được gọi điện nó cũng hờn luôn. Mà cái bạn mà không, mà cha mẹ gọi hoài thì cũng hờn. Thì cũng thưa với lại thầy với quý anh chị ở đây rằng là cái sự bất đồng giữa người trẻ với lại cha mẹ của họ rất là nhiều. Nhưng mà nó cũng tùy vào độ tuổi. Tuổi nào, cái nhu cầu, cái giới tính, cái sinh lý, cái tâm lý nó khác nhau thì cái bất đồng nó khác nhau. Và tôi để ý thấy rằng là các bạn mà bất đồng nhiều nhất, căng thẳng nhất là trong cái chuyện đi học. Đi học là cái áp lực mà các bạn nói á. Và một trong những thứ mà các em nó nhắn tin cho tôi là chịu không nổi cha mẹ trong cái chuyện là ép các bạn đi học nhiều quá mà không có quan tâm đến những cái nhu cầu của các bạn. Thì đấy là những cái qua thực tế. Tôi không có khảo sát, tôi không có làm đề tài khoa học gì hết. Nhưng mà một năm thì nói thật các anh chị là tôi gặp mấy ngàn con người. Chục ngàn chắc cũng có đó. Mà không phải chỉ gặp người nhỏ không, gặp phụ huynh nữa. Bởi vì buổi tối tôi có dạy những cái lớp học làm cha mẹ. Những anh chị phụ huynh đông hơn ở đây các anh chị. Mấy trăm người họ đến họ học. Học mỗi chuyện là làm sao để nói chuyện được với con thôi. Thì tại sao học lớp đó thì họ kể cái câu chuyện. Thì nó xoay quanh những vấn đề mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị ở đây. Cảm ơn Thúy. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Linh Trang ạ. Chị Linh Trang đã nói thay lời rất là nhiều bạn trẻ rồi đó. Có thể là có rất nhiều những cái phiền lòng của các bạn trẻ đối với cha mẹ. Và đôi khi cũng chỉ vì các bạn không hiểu hết cái sự quan tâm của cha mẹ và các bạn đánh giá sai cái sự quan tâm đấy. Chị Linh Trang là một người làm trong một cái lĩnh vực là phòng tránh xâm hại tình dục với trẻ em. Và chị nói là nói chuyện với hàng ngàn người là các em nhỏ ở các trường về vấn đề phòng tránh xâm hại. Và có lẽ trong những cái câu chuyện mà chúng ta đang nói về trẻ em ở đây thì cái tâm tư của trẻ, những cái mong đợi của trẻ đối với cha mẹ đôi khi chỉ vì khác thế hệ mà chúng ta không có hiểu hết. Chương trình của chúng ta đó là để hiểu nỗi lòng con trẻ. Vậy không biết là sau hai cái lời phát biểu của hai vị khách mời đặc biệt hôm nay thì các cô, các chú, các bác có bình luận gì về chủ đề hôm nay không ạ? Trước khi chúng ta đi vào những tình huống cụ thể mà mọi người đã gửi mail cho chương trình. Dạ, chúng ta có bình luận gì về câu chuyện để hiểu nỗi lòng con trẻ thì khó hay dễ ạ? Trong gia đình mình, trong cộng đồng mà mình quan sát, mình thấy khó dễ à các cô, các chú, các anh, các chị ạ? Dạ, đầu tiên con xin chào thầy ạ, chào diễn giả và chào MC, chào mọi người trong trường quay ạ. Câu hỏi của chị Thúy á, thì em thực sự là trong gia đình á, thì rất là khó hiểu nhau. Tại bản thân em á, thì khoảng cách với ba mẹ tới 40 tuổi, là ba mẹ 40 tuổi mới có con. Thì hầu như là về sở thích,
về cuộc sống, về tâm lý thì ba mẹ cứ làm và nuôi mấy anh chị, thì hầu như là mình giống như là một đứa con, một đứa cháu vậy, chứ không phải là một đứa cô. Thì ba mẹ không có hiểu gì mình hết. Và sau này khi mà lớn lên vào Sài Gòn á, thì mình bắt đầu là nghĩ lại là mình cũng không hiểu gì ba mẹ hết. Ba mẹ thích ăn món gì hay là thích mặc món đồ nào, rồi mua những thứ gì, cần sắm những thứ gì, mặc dù mình tiếp xúc hàng ngày hồi nhỏ nhưng mà mình không có biết. Sau này á thì con mới nhận ra muốn hiểu người khác á thì đầu tiên mình phải hiểu mình. Khi mình hiểu mình một chút á thì mình sẽ để ý người khác nó dễ dàng hơn, và từ đó thì mình khắc phục dần dần cái khoảng cách đó. Mình tâm sự nhiều hơn, mình nói nhiều hơn, mặc dù thì nó cũng không có hiểu hết được khoảng cách địa lý, rồi khoảng cách về độ tuổi nó cứ càng ngày càng xa ra, mình cũng không có hiểu hết được, nhưng mà một phần nào đó thì nó hiểu được, và nó xuất phát từ thân mình. Mình bắt đầu nhìn về mình, về mình thấy như thế nào thì mình làm như vậy. Thì hôm nay thì con đến đây á thì nghe có cái sự chuyên gia về tâm lý á, thì bình thường á thì bình thường con ở bên ngoài á thì cũng nhiều người hay đến chia sẻ với con về cái cuộc sống á, thì con cũng không có kinh nghiệm gì hết, chưa có gia đình, rồi ít tiếp xúc với ngoài xã hội nữa, nhưng mà có rất là nhiều anh chị có gia đình á, cứ lại kể chuyện về gia đình, kể chuyện rất là đời tư luôn, rất là đời tư luôn, nhưng mà em gặp rất là nhiều người vậy mà, nhưng mà họ không sợ lộ bí mật gì hết, nhưng mà em cũng được có là may mắn cái là những cái gì mà thầy rồi bạn bè hay là những phim ảnh á em coi á, em chia sẻ lại được với họ á, thì tự nhiên là họ lại áp dụng vào họ, rồi cải thiện được cuộc sống á. Ngay cả anh chị em ở nhà có gia đình đó thì cũng có con nhỏ rồi, con nhỏ thì con không chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng mà giữa hai người á thì em có những cái lời nói để mà gắn kết được họ hơn á. Dạ, thì không biết là nếu như con có thích vậy á, thì ở đây có chuyên gia tâm lý á, thì không biết là nếu một đường dài á, thì con có thể tiến lên cái việc giống như cô bây giờ không? Một mong đợi rất dễ thương. Em tên là gì? Em tên là Thắng vậy. Cảm ơn em. Xin phép thầy Thiên chia sẻ với bạn Thắng một điều là em rất là có tiềm năng về cái nghề tâm lý, cho nên là nếu mình muốn chính quy bài bản hơn á thì mình dành thời giờ mình đi học đại học. Đại học bây giờ nó có nhiều hệ rất là dễ, đại học bằng 2, đại học tại chức rồi đó, mình học để mình có một cái bằng chính quy. Cái thứ hai nữa là nếu mình thích cái công việc đó thì mình cũng có thể tham gia những cái khóa tập huấn ngắn hạn. Ở trong đó chỗ cô Thúy là thường làm về trị liệu, về tư vấn á, thì mình học những khóa đó để mình có kỹ năng, rồi tự mình có thể đọc sách nhiều. Như em vừa nói, em xem phim rồi em cũng có thể vận dụng được, nhưng mà khi mình đọc sách á thì mình có tri thức khoa học hơn, mình có thể trao đổi với người ta một cách không có cảm tính, mà nó phải có cơ sở, nó khách quan, nó toàn diện hơn, để người ta có sự lựa chọn của người ta, thì cái điều đó nó sẽ giúp được cho nhiều người hơn nữa. Dạ vâng, cảm ơn chị Linh Trang đã chia sẻ với bạn Thắng. Thật sự trong tâm sự của bạn Thắng thì con thấy có một ý là bạn ấy nói là hóa ra muốn hiểu người khác thì phải hiểu mình trước. Con thấy ý này rất là hay, và con thích điều trong những cái giáo lý của nhà Phật có những cái ý liên quan. Con rất mong thầy cho có thể chia sẻ với mọi người rõ hơn để mà chúng ta có thể làm sao để hiểu người khác. Trong đó đầu tiên đó là hiểu bố mẹ mình trong nhà, hiểu con cái của mình trong nhà. Dạ, con mời thầy chia sẻ thêm ý mà bạn Thắng đang vừa mới chia sẻ về từ chính trải nghiệm của bạn ấy. Kính thưa MC dẫn chương trình, cô Thúy MC dẫn chương trình đã nói rằng là học nói thì 3 năm, học nghe thì cả một cuộc đời. Còn tiến sĩ Linh Trang thì nói rằng chúng ta cần phải học trường lớp chính quy để rồi chúng ta có cơ sở. Kỳ thực ra đó thì trong cái vấn đề mà kết nối yêu thương để cho cha mẹ con cái hiểu nhau một chút thì quan trọng nhất là trong ngôn ngữ của chúng ta có hồn là được rồi. Thật sự ra cha mẹ không hiểu con bởi vì lời nói của cha mẹ chưa có cái hồn ở trong đó. Và chính con trả lời với cha mẹ cũng không có cái hồn ở trong đó. Giống như cô Linh Trang vừa trả lời, mày đi đâu mày đi hoài vậy? Là một lời nói không có hồn. Nó chỉ là cái những cái xác của ngôn ngữ mà không có hồn. Rồi cô Linh Trang trả lời, con đi làm chứ con đi đâu? Con đâu phải đi chơi đâu. Cái trả lời cũng không có hồn. Cho nên chính là những cái ngôn ngữ vô hồn như vậy, cho nên rồi từ đó cha mẹ và con cái mãi mãi không gặp nhau. Cho nên nó ngoài cái thanh âm của ngôn ngữ, nó cần có cái quyền âm của ngôn ngữ.
Đó là ngôn ngữ sống, quyền âm của ngôn ngữ là ngôn ngữ sống, là ngôn ngữ của trái tim chứ không phải ngôn ngữ bằng sự mấp máy của bờ môi. Cho nên đó, bạn trẻ tên Thắng muốn sau này mà mình muốn tiếp tục con đường của hai chị ở trên đây thì điều quan trọng hết đó là đương nhiên phải học nói 3 năm và học nghe cả một cuộc đời. Và điều thứ hai là phải học ở trường lớp đàng hoàng cho nó có cơ sở. Và điều thứ ba nữa, hãy nghe nói, hãy nghe những âm thanh của chính mình, tức là phải rung động từ ngôn ngữ của trái tim. A Di Đà Phật. Vâng, con cảm ơn chia sẻ của thầy ạ. Đúng là nhiều khi con cũng thấy là lắm khi mình bực bội quá rồi mình về mình quát con mình, rồi mình nói với con, đúng là có những lúc mình do cảm xúc không được tốt ấy ạ, nên mình nói nó không có được có hồn lắm, đúng thật. Con nghiệm ra là đúng là cái tiếng nói nó thiếu cái sự kết nối giữa trái tim, cho nên mình mới có những lúc xung đột với con, có những lúc xung đột với người này người kia. Con thì ở xa cha mẹ, thường là người ta nói là ở gần cha mẹ thì nó sẽ dễ xung đột hơn. Những đứa con ở gần á thì hay là gần gũi cha mẹ nhất, chăm sóc cha mẹ nhất, nhưng mà lại dễ xung đột nhất. Còn người ở xa thì lại hay được cha mẹ quý nhất. Và con thấy như con với anh trai con đi, anh trai con ở gần thì đôi khi lại khó hiểu cha mẹ và làm cho cái mối quan hệ của hai bên nó không được tốt. Như là con ở xa lâu lâu con về thì có vẻ như mối quan hệ nó rất là tốt. Có lẽ là điều này có liên quan gì không ạ? Mặc dù cũng đều là những người con, mặc dù đều là những người yêu quý cha mẹ mình nhất, nhưng mà tại sao lại có chuyện là ở gần thì lại hơi khó hiểu nhau và dễ xung đột, mà ở xa thì đôi khi lại dễ hiểu nhau hơn và lại gắn kết hơn? Con thấy cái câu chuyện giữa cha mẹ và con cái nó có cái câu chuyện hơi nghịch lý đấy thầy. Đánh ở gần nhau thì người ta phải hiểu nhau nhiều hơn đúng không ạ? Người ta phải thương nhau nhiều hơn đúng không ạ? Nhưng mà con thấy thực tế là ở gần nhau thì hay xung đột hơn đấy thầy. Vì sao ấy thầy? Thật sự ra mà nếu con cái mà sống gần cha mẹ thì cái ngôn ngữ vô hồn nó sử dụng nhiều hơn. Thế ạ? Vì sao ạ? Tức là cái ngôn ngữ mà giữa cha mẹ và những đứa con sống gần gũi đó là những ngôn ngữ nó trở thành ngôn ngữ nó bình thường quá. Rồi từ từ cái ngôn ngữ nó mất đi cái chất hồn ở trong đó. Mất đi cái chất hồn, thành ra rồi riết rồi cái hai cha mẹ với con cái tự nhiên không muốn nói chuyện với nhau. Ông đi lên nhà trên, cái con bẽn lẽn xuống nhà dưới. Ông bước xuống nhà dưới thì con bẽn lẽn bước lên nhà trên, mãi mãi không gặp nhau. Còn những đứa con xa, không phải là nó có những ngôn ngữ có hồn, mà nó trở thành những ngôn ngữ nhớ thương thôi. Thành ra rồi khi mà cái ngôn ngữ nhớ thương mà nó chứa đựng ở trong cái tâm hay là tấm lòng của mẹ cha, thì khi đứa con nó về không phải là ngôn ngữ có hồn mà nó trào ra bằng những ngôn ngữ nhớ thương. Và đứa con cũng vậy, ở xa nó cũng chất chứa trong lòng của nó bằng những ngôn ngữ nhớ thương. Khi đến nó chỉ cần nó mẹ là ngôn ngữ nhớ thương nó được tải ở trong cái chữ mẹ đó. Lúc cuối cùng rồi tự nhiên nó cảm thấy nhớ và yêu thương và gần gũi. Còn con cái mà nó gần cha mẹ đó, nói riết rồi nói hồ cái tự nhiên rồi nó vô hồn. Và thật sự ra con cái và cha mẹ mà sống gần gũi với nhau, cái ngôn ngữ đó chính là ngôn ngữ cái tôi, và mãi mãi không bao giờ gặp nhau được. Chính cái ngôn ngữ cái tôi đó. Cái ngôn ngữ cái tôi. Vâng, đấy là một vấn đề đấy ạ. Con nghĩ là một cái nguyên nhân đó. Vâng, bây giờ con rất là muốn nghe ý kiến của các cô chú lớn tuổi ạ. Vừa rồi là một bạn trẻ nói đến nỗi lòng của người con, còn các cô các chú là những người trải nghiệm rồi, cũng đã từng là con và bây giờ đã từng là bố mẹ và bây giờ thậm chí là ông bà. Dạ, xin mời mọi người có chia sẻ điều gì trong cái chuyện làm sao để hiểu nỗi lòng của con trẻ không? Con đây không chỉ là con nhỏ đâu ạ, mà còn là con trong nhà nữa. Dạ, con muốn mời các cô các chú và bác lớn tuổi chút xíu ạ, phát biểu đôi câu về cái câu chuyện này đúng không ạ? Dạ. Con rất là muốn ở đây trong khán phòng hôm nay thì con thấy là có, nếu chúng ta đã quen thuộc với câu chuyện thực dưỡng thì chúng ta sẽ phát hiện ra là thầy Lương Y Ngô Đức Vượng ạ. Xin một tràng pháo tay chào đón thầy ạ. Và con rất là muốn là thầy có thể phát biểu đôi lời với khán phòng về câu chuyện chủ đề mà hôm nay các khách mời hôm nay vừa mới đặt ra không ạ? Con mời thầy ạ. Tôi cũng có cái nhận xét là cứ ở gần nhau thì khó hiểu nhau hơn là ở xa. Tôi thì hay nhìn cái góc độ tâm lý là như thế này. Tâm lý chung của con người ấy là những cái vết đen thì ấn tượng quá mạnh. Còn những vết son thì lại thấy nó quá nhạt. Đưa một tờ giấy trắng này chỉ có một điểm đen thôi thì bắt đầu người ta thấy tờ giấy vứt đi. Nhưng thực ra chỉ một điểm rất nhỏ. Với một người cũng vậy, người ta có nhiều mặt nhưng mà thấy một cái điểm gì xấu nó bắt đầu hỏng sổ toẹt hết. Đấy. Và thường cái tâm lý của chúng ta là gì? Những cái gì nó nặng nề thì ta dễ nhớ. Và gì mà nó bay bổng thì ta khó, ta chóng quên. Tôi lấy một thí dụ rất đơn giản này. Giả dụ tôi rất thích một cái đồng hồ, tôi ước ao lắm được có một cái đồng hồ,
Thế khi nhận được cái đồng hồ ấy, tôi thích vô cùng. Nhưng ngay sau đó cái đồng hồ nó mất đi thì tôi còn đau khổ gấp 10 lần cái thích kia. Cũng là cái đồng hồ ta hơn. Yeah. Đấy, cái tâm lý chúng ta là thường là như thế. Bị những cái vết đen nó gây ấn tượng quá mạnh. Còn những cái tốt thì nó gây ấn tượng không tốt bằng, không yeah. không mạnh mẽ bằng. Cho nên là ở gần nhau, biết nhiều cái xấu của nhau thì người ta rất dễ bị ảnh hưởng cho đến là nó không được tốt đẹp bằng. Và chính vì thế cho nên nghệ thuật sống là nên phải chủ động biết tách rời nhau ra. Kể cả những người yêu nhau cũng phải biết chủ động tách xa nhau ra để mà yêu nhau, chứ không phải cứ gần nhau mãi là có chuyện ngay. Vâng, vâng, con cảm ơn ạ. Dạ. Tách rời, nghệ thuật tách rời. Cái này tâm lý học người ta dạ, gọi là quy luật gần thường xa thương ấy. Dạ, dạ, gần vâng. thường xa thương. Thế là cái gì mình làm hoài cái nó bị chai sạn á, không ạ? Ban đầu thì ấn tượng nhưng mà sau đó lặp đi lặp lại cái nó chai sạn. Giống như hồi nhỏ mình đi học mà thầy cô kêu mình lên trả bài là mình rất là rung. Và cái biện pháp để cho mình bớt rung là thầy cô kêu hoài riết nó chai. Còn tình yêu thì người ta bảo đẹp trai không bằng trai mắt là gì vậy. Thực ra mình nói đùa dân gian nhưng tâm lý nó có quy luật ha các anh chị. Và cái quy luật về cái sự thích ứng trong tình cảm. Con người mình có khả năng thích ứng rất là cao. Nên dân gian hay nói là ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng là vậy. Đúng không ạ? Và đồng thời trong cuộc sống thì chúng ta thể hiện con người mình ở đâu rõ nhất. Tôi nghĩ là thể hiện rõ nhất là trong đời sống, trong lời ăn tiếng nói, trong hành vi cử chỉ, trong sinh hoạt hàng ngày. Thành ra cái người ở xa đó, thí dụ như mà có livestream cho cha mẹ để nói chuyện thì cũng là lúc mà mình rảnh rang rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi, nhà cửa dọn dẹp rồi, ăn cơm xong rồi. Có nghĩa là cái gì tốt khoe thì còn xấu che. Nhưng mà ở chung trong nhà cô Thúy thì đâu có che đi đâu được đâu. Thành thử ra là dấu cộng cũng có, dấu trừ cũng có, mà cộng thêm như thầy vừa nói đó, cái tâm lý của người nó lạ lắm. Dạ, dấu cộng có, dấu trừ có, nhưng mà dấu cộng nó không nhớ, mà nhớ dấu trừ không à, mà có khi 20 năm sau gặp lại cũng còn nhớ cái dấu trừ đó để nhắc. Bởi vì cái gì mình càng nuôi thì nó càng lớn, cho nên nếu mà chúng ta nuôi dưỡng dấu cộng thì chúng ta gặp nhau sẽ thấy hạnh phúc, còn nuôi dưỡng dấu trừ thì gặp nhau sẽ thấy thù hận. Nên tôi nghĩ rằng mọi thứ nó diễn biến trong cuộc sống thì như thầy vừa chia sẻ đó, nó có nhiều góc độ, nhưng trong đó nếu như mà mình đặt cái tôi của mình áp đặt hết mọi góc độ khác, áp đặt lên những người khác thì chắc chắn là nó dễ có những cái bất đồng xung đột mà không tương tác nhau, không có tìm được cái nguồn năng lượng mà nó cùng tần số á, thì chắc chắn là cho dù ở gần mấy đi chăng nữa cũng không có thể nào tìm được cái tiếng nói chung. Nên tôi thường hay nói với sinh viên, với học viên của tôi là nhiều khi tụi con là sống cạnh cha mẹ chứ không có sống cùng với cha mẹ. Sống chung một nhà, ngồi ăn chung mâm đó, nhưng mà ngồi ăn cạnh nhau chứ không có ngồi ăn cùng nhau. Ăn cùng là người này xới cơm cho người kia, rồi hỏi chuyện, rồi nói chuyện, rồi khen đồ ăn ngon đồ. Còn ăn cạnh là mảnh nào nấy xúc đồ ăn bỏ vô miệng, mà con mắt thì nhìn cái gì các anh chị không? Dạ, nhìn cái điện thoại lơm lơm mà. Và thậm chí cuối tuần là rủ nhau ra nhà hàng ăn đồ cho nó ngon, bắt đầu dọn đồ ăn lên cái là thi nhau chụp hình. Chụp xong rồi bắt đầu quăng lên Facebook chờ cả thế giới nó bấm like, mà không cần biết ngồi bên cạnh mình là có like hay không like nữa. Đúng không ạ? Nghĩa là mình có thể ở cạnh nhau, ăn cạnh nhau, sinh hoạt cạnh nhau chứ không có cùng nhau. Hoặc cùng thì phải có sự tương tác với nhau. Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của thầy Lê Ngô Đức Vượng và chị Linh Trang vừa mới cộng hưởng về dấu cộng và dấu trừ. Đúng là người ta sống cùng, tại sao người ta lại khó hiểu nhau? Là vì người ta quan tâm đến những cái góc khuất của nhau nhiều quá, và họ nhìn thấy góc khuất của nhau nhiều quá. Và chị Trang nói là em nhớ một cuốn sách có tên là Đám Đông Cô Đơn, của một nhà sách học tên dài quá, em quên mất tiêu rồi. Nhưng mà có một câu này, chúng ta đang sống giữa nhiều người mà không sống cùng nhiều người. Dạ, nên chị Trang nói là sống cạnh mà lại không sống cùng. Dạ, cho nên mình không có hiểu nhau, mình không kết nối. Và có lẽ cái mà mình cần nuôi dưỡng lớn lên đúng như điều thầy nói, đó là hãy nuôi dưỡng cái tâm yêu thương, đúng không ạ? Cái thật sự cảm được cái tấm lòng của nhau. Thầy có thể nói thêm một ý này liên quan tới những điều mà Đức Phật đã dạy về lòng yêu thương của con người trong gia đình ạ, để người ta có thể tăng cái gắn kết với nhau nhiều hơn không ạ? Họ nuôi dưỡng điều gì trong gia đình giữa cha mẹ và con cái thì tốt nhất để hiểu nhau ạ? Dạ, con mời thầy. Cảm ơn cô MC. Kính thưa tiến sĩ Linh Trang và toàn thể khán phòng, thì đứng về cái lĩnh vực của tôn giáo nói riêng thôi, thì trong gia đình của chúng ta đây là một cái tập thể được thu nhỏ lại,
Và trong đó cha mẹ là một cái gia sản ngàn đời của những đứa con. Tại vì cha mẹ là một cái tạo vật tuyệt vời của tạo hóa rồi, cái chuyện đó mình không nói. Và cha mẹ là một cái vị thần sức mạnh mà có thể gánh vác hết tất cả những cái công việc cho mình tới suốt cuộc đời luôn. Và cha mẹ cũng là một nhà tạo vật tuyệt vời mà biến chúng ta từ cái không thành cái có. Và cha mẹ cũng là một cái con người dễ quên. Cái lỗi lớn nhất của cha mẹ là dễ quên, mà cũng là cái tuyệt vời nhất của cha mẹ chính là cái dễ quên đó. Cho nên đó, mình nói theo cái thời đại bây giờ, con cái cứ không hiểu cha mẹ, hoặc là cho rằng đó là cha mẹ không hiểu mình. Nhưng mà thật sự đó, cha mẹ có những cái ngôn ngữ mà người ta gọi là ngôn ngữ của trái tim. Cho nên giống như chị Linh Trang nói đó, tức là ăn thì không nói ăn, mà nói không có cũng được à. Đó là ngôn ngữ của trái tim, ngôn ngữ của người mẹ thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đừng có nhìn vào tất cả những cái xác ngôn ngữ đó, mà chúng ta đi sâu vào cái hồn của ngôn ngữ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mẹ yêu thương mình quá nhiều. Rõ ràng ở trong câu nói đó, cái hồn của những lời nói đó là một sự yêu thương. Sợ con cái mất thời gian, sợ con cái bận rộn, hoặc là mày đi đâu mày đi hoài vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng cái xác của câu nói thì chúng ta sẽ thấy rằng bà này không hiểu gì mình hết luôn. Mình đi làm muốn chết, bà cứ hỏi mình cái câu gì vớ vẩn. Nhưng mà hãy đi sâu vào trong cái hồn của câu nói đó, mình sẽ thấy ồ, bà quan tâm mình từng giờ từng phút, từng giờ từng phút. Mong đấy đúng không ạ? Cho nên mình phải hiểu được. Nếu mà một đứa con mà hiểu được trong cái hồn ngôn ngữ của cha mẹ thì không bao giờ có một sự tách rời, và mãi mãi không bao giờ có cái chuyện gọi là nó cách ly. Cho nên đó, mình sống ở đây đó, thật sự ra cha mẹ là một cái nguồn năng lượng rất là lớn. Chính cha mẹ đã mang đến cho mình từng cái bước đi chập chững thuở ban đầu, và chính cha mẹ cũng đã tặng cho mình từng âm thanh bập bẹ dở lòng. Đó cũng là chính là cha mẹ thôi. Cho nên cha mẹ, cái nhìn của mình ở hiện tại bây giờ ở đâu, cha mẹ cho. Nụ cười của mình ở đâu, cha mẹ cho. Cho nên đó, cái chuyện mà mình nói là hiểu nỗi lòng con trẻ, thật sự ra chính con trẻ không hiểu được cha mẹ mình một miếng nào cả. Thật sự là như vậy. Trong một cái thời đại bây giờ mà người ta cho rằng văn minh, nhưng mà thiệt sự ra thời đại của chúng ta đang sống là một nền văn minh tuột hậu. Chứ không phải là một nền văn minh đang phát triển đâu. Một nền văn minh đang tuột hậu. Ngày xưa cha mẹ hiểu nhau bởi vì giữa cha và mẹ có hai chữ văn minh. Chữ văn ở đây là đường nét tuyệt vời, chữ văn ở đây là ngôn ngữ tuyệt vời, còn chữ minh là đường nét tuyệt vời mà sáng, ngôn ngữ tuyệt vời mà sáng. Cho nên mới gọi là hai chữ văn minh. Cho nên rõ ràng cái ngôn ngữ của cha mẹ, ngôn ngữ tuyệt vời, đường nét của cha mẹ là những đường nét tuyệt vời mà các con không làm sáng được. Cho nên chính cái chỗ đó mình đánh bắt đi sự văn minh của cha mẹ, văn minh của chữ hiếu đó. Thành ra rồi đó, mình cứ trách là cha mẹ không hiểu mình hoài. Thật sự ra cha mẹ hiểu mình, hiểu gấp vạn lần, gấp muôn lần luôn. Nhưng mà chính cái chỗ hiểu quá nhiều cho nên chúng ta hết hiểu luôn. Chính cái chỗ mà cha mẹ hiểu mình quá nhiều thì cuối cùng đưa đến cái chỗ mình hết hiểu cha mẹ mình luôn. Và chính cái chỗ mình hết hiểu cha mẹ mình cho nên mình nói là cha mẹ không hiểu mình. Chứ thật sự ra cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng hiểu con cái. Để nó trong bụng 9 tháng 10 ngày mà không hiểu sao? Để nó 9 tháng 10 ngày, cái điều đầu tiên hết dạy nó là gì? Thai giáo. Dạy nó từ trong bụng mẹ. Cho nên người mẹ mình đã dạy con mình, đã hiểu con mình, đã cho uống máu của con mình từ trong 9 tháng 10 ngày. Và khi sanh nó ra rồi, và dòng máu biến thành màu trắng để gọi là sữa, thì cũng đã cho nó uống rồi, đã hiểu nó quá nhiều rồi. Hồi nó còn nhỏ, nằm trong bụng thì cho nó ở nhờ trong bụng. Khi nó ra đời rồi, nằm ở trong cái vòng tay âu yếm của mẹ mình. Cho nên chính cha mẹ là người hiểu mình nhiều nhất. Nhưng mà chỉ tại mình thôi, các Phật tử trẻ, tại mình đó, cha mẹ mình vời vợi quá cho nên mình choáng ngợp trong sự vời vợi đó. Và cuối cùng rồi mình bảo rằng cha mẹ không hiểu mình. Chứ thật sự cha mẹ tuyệt vời lắm và hiểu mình nhiều lắm đó các bạn trẻ ơi. Cho nên đó, cái chỗ mà tất cả chúng ta cần phải làm sao mình lắng động mình một chút. Cái lỗi lớn nhất của tất cả chúng ta là chúng ta không phát tín hiệu tình cha hay tín hiệu tình mẹ từ trong trái tim mình. Mình quên phát tín hiệu. Cho nên bây giờ mình phát tín hiệu ở trên mạng không à?
mình phát tín hiệu trên mạng, mình phát tín hiệu trên internet, rồi phát tín hiệu tùm lum hết. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất, trái tim của chúng ta chưa phát tín hiệu. Trái tim của mình lại tắt nguồn. Mình mở nguồn cái điện thoại di động mà chúng ta lại tắt nguồn trái tim của mình. Cho nên đó, bây giờ tuổi trẻ hãy cố gắng hiểu cha mẹ mình một chút, hãy lắng lòng lại một chút, và bắt đầu hãy mở con tim mình ra và cài bộ nhớ trong con tim mình lại. Bộ nhớ có sự cố rồi đó, hãy cài bộ nhớ trong trái tim, để rồi trái tim bắt đầu khởi động nguồn, để rồi từ đó trái tim của mình nó có những cái tín hiệu yêu thương một lần nữa. Bây giờ đó mình còn sống nhưng mà giống như mình đã chết. Thật sự ra tất cả chúng ta ngồi ở đây, chúng ta giống như là những xác sống, những khối thịt biết nhúc nhích. Vì sao vậy? Vì con tim của chúng ta nó không còn rung động, con tim của chúng ta nó không còn lên tiếng. Nói chung mình và cha mẹ không bao giờ bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương nữa. Cho nên mong tuổi trẻ hãy cố gắng đừng bao giờ trách cứ cha mẹ mình. Bởi vì sao vậy? Cha mẹ mình là một đức Phật thiêng liêng. Cha mẹ mình là một đức Phật mà chưa từng ngồi tòa sen. Cha mẹ mình là một đức Phật thật là tuyệt vời. Xin một phút cho con ôm thật chặt. Mẹ mẹ ơi, đức Phật của con ơi, con vòng tay con đứng giữa đất trời, nguyện giữ mãi đôi môi cười của mẹ. Xin một phút con ôm cha thật nhẹ. Ôi tình cha lặng lẽ vốn không lời, ôi tình cha đức Phật giữa trần đời, con quỳ xuống vạn ngàn lời xin lỗi. Mình phải làm sao mình thấy được cha và mẹ mình nó thiêng liêng, nó cao cả như vậy. Chứ đừng có bao giờ dùng cái ngôn ngữ của cái tôi để rồi mình xây một bức tường, một bức tường ngăn cách bởi những ngôn ngữ tuổi trẻ của mình. Một ngôn ngữ mà mình tạm gọi là ngôn ngữ không hiểu biết gì cả. Hiểu không? Một ngôn ngữ không hiểu biết. Tức là, ôi bà già rồi, bà không hiểu gì về cái cuộc đời này. Bà già bà cổ lỗ sĩ quá, người ta đã đi tới chỗ này rồi mà bà còn dậm chân tại chỗ. Chê cha mẹ mình một cách thậm tệ như vậy. Cho nên từ đây trở về sau, tuổi trẻ hãy cố gắng đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ buồn, cũng đừng bao giờ nói rằng mình bị áp bức, mình bị áp lực, mình bị mất tự do và mình bị đánh mất chính mình. Hãy cố gắng xem cha mẹ mình là một đức Phật giữa trần đời này. Cha là Phật giữa đồng trưa, mẹ là Phật giữa nắng mưa tảo tần. Cha là Phật giữa đường trần, mẹ là Phật giữa vạn lần ngược xuôi. Nghe thầy nói là con nhớ cha mẹ con quá à. Không biết đã bao nhiêu lần mắc lỗi nữa. Con cảm ơn thầy. Đúng là để cho người con hiểu được cha mẹ thì hãy bật cái kết nối của mình với chính cha mẹ của mình. Và đặc biệt là phải ghi cái công ơn cha mẹ lên hàng đầu, và cha mẹ là bổ vị Bồ Tát sống quan trọng nhất đối với mình. Vậy thì con, em rất là muốn chị Linh Trang có thể từ góc nhìn ngược lại làm thế nào cha mẹ hiểu các con của mình. Đúng là thầy nói là cha mẹ là người mang nặng đẻ đau con đó. Nhưng mà cũng có rất nhiều, chắc là em với chị cùng làm với cha mẹ rất là nhiều. Nhiều cha mẹ cảm thấy bất lực. Họ có nói tâm sự với em, và chắc chị cũng đã từng nghe những câu tương tự là tôi không hiểu con tôi. Đó thì chị có thể làm cho các bạn trẻ, các bậc cha mẹ hiểu. Làm thế nào để hiểu được con mình không ạ? Dạ, chị có thể chia sẻ thêm cái cạnh đó. Thầy thì nói làm thế nào để con hiểu cha mẹ rồi. Vâng, xin mời chị. Tôi cũng xin được kết nối chỗ ý tưởng của sư thầy đó. Ở đây cũng có nhiều bạn nhỏ á. Thì thực ra là có khi nào mấy bạn cấu với cha mẹ mình không? Chắc có. Cấu chỉ vì mỗi chuyện đơn giản là chỉ mở cái đó mấy lần rồi, giờ hỏi nữa, hỏi hoài à. Trời ơi, con chỉ má mấy lần rồi, sao má quên hoài vậy? Thì nếu mà mấy bạn mà có từng như thế, hoặc các vị phụ huynh ở đây con mình thế đó, thì tôi thấy mình cũng có thể nói con như thế này. Ngay cả thí dụ như con tôi mà nói như thế, tôi hỏi nó là Bí ơi, cầm một cái muỗng ăn á, để múc cơm bỏ vô miệng á, dễ hay khó? Dễ hay khó? Tất nhiên là nó sẽ nói dễ ẹt, có gì đâu khó. Thì bạn nhà tôi thì lớp 9 rồi, còn các bạn nhà các anh chị nếu mà trên 3 tuổi chắc nó cũng sẽ nói dễ, đúng không? Thì tôi có nói với nó, con thấy dễ đúng không? Nhắm mắt cầm cái muỗng múc cũng vô được miệng nữa. Nhưng mà con có biết để con làm được chuyện đó đó, má phải tốn nửa năm má mới dạy con làm được chuyện đó không? Chứ con đừng có nói cái điện thoại này con chỉ má 3 lần rồi má không biết. Cái muỗng ăn dễ muốn chết đó, mà má phải dạy con nửa năm con mới làm được chuyện đó, điêu luyện. Đấy, cái mà sư thầy vừa nói đó. Vậy mình là con, mình phải hiểu là cha mẹ mình đã phải như thế nào để mình có được những thứ bây giờ. Thì lúc đó mình sẽ đỡ hờn trách hơn là sao cha mẹ không hiểu mình. Hiểu quá đi chứ. Nhưng mà tôi thấy thầy nói một từ rất là hay các anh chị. Là phát tín hiệu. Chúng ta đều là cha mẹ và chúng ta rất hiểu con,
Nhưng mà nói thiệt là nhiều cha mẹ mình phát tín hiệu hơi bị kỳ. Kỳ lắm luôn á, tôi nói thiệt á. Thí dụ như thằng nhỏ ngồi trong bàn ăn nó nói: mẹ mẹ, lớp con á, đứa nào cũng có xe đạp điện hết đó mẹ. Cái mẹ nói gì? Nói lại coi. Lớp con đứa nào cũng có xe đạp điện hết đó. Thôi đi nha, đừng có xạo nha. Xạo vừa thôi, làm gì bằng lớp mà 40 đứa, đứa nào cũng xe đạp điện. Quay qua ông chồng, đúng không ông, đúng không ông? Ông chồng ai vua theo, đúng rồi. Con này biết lớn xạo ghê vậy đó. Các anh chị nghĩ là nếu mình là thằng nhỏ đó mình sẽ làm sao? Quê đúng không ạ, mặc dù má nó nói đúng. Làm gì lớp 40 đứa đều có xe đạp điện. Thành ra nó quê, đến hồi nữa mẹ hỏi: con nay đi học vui không? Nó không trả lời. Cái hồi, cái dạ nó không trả lời. Con nay toán mấy điểm? Nó không trả lời. Hỏi ba câu mà con không trả lời là mẹ làm sao các anh chị? Điên lên đúng không ạ, bắt đầu chửi. Con cái đủ mất dạy càng lớn. Trời ơi, khi chị chửi nó dằn cái tô rầm, nó không ăn nữa, bỏ đi luôn. Tình ta thế thôi từ đây. Đúng không ạ? Vậy do gì? Do khởi đầu đứa nhỏ nói: mẹ, lớp con đứa nào cũng có xe đạp điện. Theo các anh chị là nó muốn cái gì? Muốn xe đạp điện. À dạ, các anh chị nói là nghĩa là con cũng muốn có một cái xe đạp điện. Vậy theo các anh chị mẹ nó hiểu không? Không hiểu thông điệp của con. Theo các anh chị mẹ nó hiểu không? Các anh chị là người dân, các anh chị còn hiểu nói gì mẹ nó. 100% là mẹ nó hiểu là nó cũng muốn có một cái xe đạp điện. Và đáng lẽ hiểu chỉ cần nói gì với nó: ủa vậy hả con? Vậy là con cũng muốn có một cái đúng không? Vậy chừng nào ba lãnh lương má sẽ mua cho con một cái, chừng nào sinh nhật má tặng con một cái, chừng nào học giỏi má thưởng con một cái. Nó tóm lại là phải nói rằng là biết là nó muốn xe đạp điện và một cái sự hứa hẹn gì đó, đúng không ạ? Vậy thì họ hiểu không? Hiểu sao không hiểu? Nhưng cái từ thầy vừa nói, tôi nói tại sao tôi rất tâm đắc. Thầy nói phát tín hiệu. Mình hiểu nhưng mà tín hiệu của mình nó hơi kỳ kỳ á. Đáng lẽ mình phải nói với con là mình đã hiểu con và mình tiếp tục câu chuyện như thế nào, thì có phải nó đã khác không các anh chị? Cho nên cũng nói luôn với các anh chị là làm sao để hiểu con. Mình biết hết á, vì tại mình không muốn hiểu thôi. Cho nên con tôi nó đi thi lớp 9 lên lớp 10 về, nó rất là buồn. Bữa hôm đó nó thi môn toán xong, tôi chạy về nhà với nó buổi trưa, tôi hỏi: con sao vậy ạ? Con buồn quá à, con làm bài không được, làm toán không được. Tôi hỏi: không được là sao con? Là được 5 điểm không? Cái mặt nó bừng lên, nó nói: trời má này, 5 điểm phải được chứ không lẽ không được. Tôi nói: ủa 5 điểm là được hả? Được vậy là được rồi, đâu có gì đâu không được. Cái tôi thấy nó tỉnh táo trở lại. Để buồn vậy thôi. Dạ, vậy thực ra là nó cần cái gì? Nó cần một sự động viên nó, phải không ạ? Chứ gặp mà nó nói: trời ơi con thấy làm bài không được. Tôi hỏi sao vậy? Chết cha rồi, con có đem đáp án về không? Rồi con soi đáp án trên mạng chưa? Trời ơi, chắc chiều nó khỏi đi thi nổi luôn quá à. Phải không các anh chị? Chứ thiệt sự hỏi các anh chị, khi con mình thi xong mà nói câu đó trong bụng mình sao? Muốn đốt lửa luôn á. Nhưng tôi phải hết sức là giữ bình tĩnh để nói: trời ơi 5 điểm là được rồi, đâu có sao đâu con. Có sao chứ sao không có sao. Ai con ta cũng điểm cao hết là nó rớt nguyện vọng làm sao. Nhưng mà giờ nói làm sao để chiều con mình còn bình tĩnh để đi. Thì tôi nói cái chỗ là phát tín hiệu. Và phần lớn cha mẹ mà khi gặp tôi mà nói: cô Trang giúp tôi giải quyết chuyện con tôi, là họ luôn nói con họ có vấn đề. Nó thật các anh chị luôn á. Con tôi có vấn đề vậy nè cô Trang, cô nghe giùm tôi rồi cô coi cô giải quyết làm sao. Mà tôi nghe một hồi là tôi thấy toàn là cha mẹ có vấn đề không à. Thiệt, toàn là cha mẹ có vấn đề. Nhưng các anh chị có biết không, khi tôi nói họ có vấn đề, không bao giờ họ chịu hết trơn đó. Và muốn một đứa trẻ thay đổi thì cái gì thay đổi thưa các anh chị? Các anh chị nghĩ coi, mình thay đổi người khác dễ hay mình thay đổi mình dễ? Dạ cái thân mình còn chưa thay đổi được đúng không? Mà mình cứ đòi thay đổi người khác cho dù đó là con của mình. Và khi tôi chia sẻ với họ ra ngô ra khoai là thế này thế kia thế nọ, vậy mình muốn con mình thay đổi. Bao nhiêu năm nay các anh chị chiều chuộng nó như thế, bây giờ các anh chị muốn nó thay đổi thì các anh chị phải cũng cần chừng đó năm để con mình thay đổi là ít nhất. Vậy ai phải thay đổi trước? Mình phải thay đổi trước đi. Cái cách mình nói chuyện với con thế, bảo con mình nói chuyện sao với mình. Nhưng họ nói không, cô chả biết tư vấn gì cả. Thế là họ từ mặt tôi luôn. Tôi bị phụ huynh từ mặt nhiều lắm đó anh chị. Vì thí dụ thẳng, như vì nói thẳng nói thật. Dạ, tại vì tôi nói không, vấn đề không phải ở con mình, vấn đề ở mình. Họ nói cô không biết tư vấn gì hết trơn. Họ thích cái gì các anh chị? Lát nữa tôi chắc chắn thầy sẽ nói về điều này. Ta thích nghe những lời nào mà nó hợp với cái lỗ tai mình, nghe nó êm dịu, nó chiều theo cái sở thích của mình. Còn nói cái gì đúng nhưng mà không có theo cái mình thích là mình không chịu. Mình muốn đưa cho một người xa lạ trị con mình để nó nghe lời mình. Cô làm sao cho nó nghe lời tôi? Tôi nói tôi lại mấy người á, nó ở chung nhà với mấy người mà mấy người còn không làm gì được nó, tôi ở ngoài đường sao tôi làm được, phải không các anh chị? Nhưng tôi kêu họ thay đổi,
họ dứt khoát họ không thay đổi và họ đi kiếm một người khác để tư vấn, kiếm nữa đi, nó cũng vậy à. Tôi nói ví dụ như một chị, hai anh chị làm bác sĩ luôn, và họ biểu là tôi phải gặp con họ vì con họ có vấn đề. Đi học ở bên Anh năm thứ hai rồi ngành y, nhưng nhất quyết không chịu học nữa, đòi đi về Việt Nam và bỏ không học y nữa. Họ nói chắc nó học quá nó mát rồi, hay là có thằng nào dụ nó, yêu nó nên về đây. Vậy họ biểu bé đó gặp tôi để làm gì? Để tôi nói sao cho nó chịu quay lại bên Anh nó đi học ngành y tiếp. Khi tôi gặp tôi tưởng con họ là một đứa trẻ rất là ngớ ngẩn khù khờ đó. Trời ơi, con bé 19 tuổi, cực kỳ thông minh luôn các anh chị, nói năng lưu loát, rất là trưởng thành. Thì các anh chị tưởng tượng coi nó giật được học bổng đi học y ở Anh đâu phải nó dở, rất là giỏi. Và khi tôi hỏi nó thì nó nói con nói thiệt với cô, con không có muốn học ngành y. Đi học khổ gần chết, ở bển hả, lạnh, cô đơn, một mình tự lo, ở trong phòng thí nghiệm 14 tiếng đồng hồ một ngày. Tại sao con phải chịu đựng cái khổ đó nữa khi mà con không thích nó? Con chưa từng thấy học ngành nào khổ như ngành y hết. Tôi nói con ơi, ai học y cũng khổ hết. Nhưng người ta không thấy khổ như con, vì sao? Vì người ta thích, người ta mong đợi trở thành bác sĩ. Còn con không thích, con thấy khổ, vậy thôi à. Vậy nếu con về Việt Nam con sẽ học cái gì? Thì bạn ấy nói con sẽ học tâm lý giống cô. Và các anh chị có biết là tôi đã nói với nó, ờ vậy đi con. Nhưng mẹ nó giận tôi, cạch mặt tôi tới giờ luôn. Giận là vì sao? Từ lúc nó nhỏ, hai vợ chồng làm bác sĩ hết, ở trong bệnh viện, cho nên đem con vô bệnh viện. Đi học về đón vô bệnh viện, ăn trong bệnh viện, ngủ trong bệnh viện, chơi trong bệnh viện, ai đi ngang cũng xoa đầu, lớn làm bác sĩ nha con. Dạ, mặc định trong này rồi, các anh chị cài đặt lớn làm bác sĩ và lớn học phổ thông xong, thì đại học vô làm bác sĩ, ai cũng ngưỡng mộ vỗ tay. Nó nói với tôi một câu gì các anh chị biết không? Con không thể nào sống với ước mơ của người khác được cô. Bác sĩ là ba mẹ con muốn chứ con có muốn đâu. Nhưng nó nói với tôi như vậy, tôi nói lại với họ. Họ không chịu, họ nói cô còn suối bậy nó nữa. Và họ giận tôi luôn. Vậy các anh chị nghĩ có ai có vấn đề? Anh kia cũng có chức vụ, nói với tôi con ảnh có vấn đề. Hỏi sao vậy? Nó có dấu hiệu của đồng tính, đi học lớp 11. Con gái mà không yêu con trai, đi yêu con gái. Và biểu nó là phải đi gặp cô Linh Trang. Tôi hỏi anh kêu nó gặp tôi để làm chi? Để cô tư vấn cho nó, để nó đừng có đồng tính nữa. Trời đất ơi, các anh chị tưởng tượng đi, giả sử rằng nó đồng tính thiệt thì tôi tư vấn kiểu gì để nó không đồng tính nữa? Đồng tính là chuyện về giới tính, về sinh học, phải không các anh chị? Trong khi tôi tư vấn là tư vấn về tâm lý, liệu ta có thể dùng tâm lý để thay đổi sinh học được không? Dạ ai cũng biết là không, ba nó cũng có trình độ vậy đó. Nhưng ba nó nói không, cô gặp nó đi rồi tính. Và tôi gặp nó, nó khẳng định luôn con đồng tính, con thích con gái, con yêu con nhỏ lớp phó học tập, con hung con gái mới có cảm xúc. Tôi hỏi con hung chưa? Con hung rồi, đã lắm. Trời đất ơi, thế tôi chỉ giới thiệu ảnh đi đâu? Đi gặp bác sĩ, để bác sĩ xét nghiệm cho con, để xác định đúng giới tính, để con sống đúng cuộc đời. Từ đó tới bây giờ ảnh cạch mặt tôi luôn rồi. Ảnh nói tôi không biết tư vấn. Vậy biết tư vấn là phải nghe lời ảnh, phải trị nó để nó đừng như thế nữa. Vậy nói như thế để các anh chị thấy rằng là bạn Thúy hỏi tôi làm sao để mình ở góc độ phụ huynh mình kết nối được với con. Thưa các anh chị, một câu mà ai cũng nói ra tưởng là lý thuyết nhưng thực ra mình phải làm, đó là phải làm bạn với con. Bạn là sao? Bạn là phải đồng trang phải lứa, đúng không các anh chị? Vậy khi con mình, các anh chị có nhớ lúc con mình chưa biết nói không, mình nói gì với con mình? Mình nhìn cái miệng nó chu lên đúng không? Mình ra chứ mình có nói gì đâu, đúng không anh chị? Vậy có phải mình đang nói ngôn ngữ của đứa trẻ một tuổi chưa biết nói không? Đúng không? Rồi cái xong khi con mình 3 tuổi đi học, cái nó về nó đóng vai cô giáo, nó nói hôm nay tí làm cô giáo nha, bạn mẹ Thúy làm học trò nha. Cái bạn mẹ Thúy rất phấn khởi, bạn mẹ Thúy nói cho bạn Thúy phát biểu. À mình đang đóng vai bạn đó, vậy là bạn phải bằng tuổi đúng không anh chị? Và chơi với nhau là phải tôn trọng yêu thương nhau. Nhưng khi con đi học về nói hôm nay con 8 điểm. Ba nó nói nhà này không chấp nhận cái ngữ 8 điểm. Nó nói với tôi đó, con biết làm sao cho ba con vừa lòng nữa cô. Tôi hỏi sao vậy? Ổng muốn mấy điểm? Ổng nói với con là nhà này chỉ có 10, 10, 10 thôi, không chấp nhận cái ngữ 8 điểm. Tôi nói với nó con, bữa nào ổng vui vui á, con hỏi ổng là ba, hồi xưa ba học giỏi lắm đúng không? Thế nào ổng cũng nói ừ. Sau đó con nói, ba cho con mượn cái học bạ của ba con coi thử coi. Coi thử coi ba mấy điểm, phải không các anh chị? Vậy làm bạn là sao? Làm bạn là kể cả các anh chị nhớ bạn cùng lớp với mình không? Khi mình nói, ê mẹ tao bị hụt dịch môn Anh văn, nó nói gì với mình? Nó nói, không sao, tao dẫn mày đi ăn chè, bữa sau tao cho mày chép bài. Đó mới gọi là bạn. Ai đâu mà đòi làm bạn với người ta mà người ta thấp điểm chửi người ta không ra cái gì hết. Còn đòi đuổi người ta ra khỏi nhà, còn đòi tịch thu điện thoại đâu. Có ai đang làm bạn với các anh chị mà đối xử với các anh chị như vậy không?
tuyệt đối là không. Nếu đứa nào đối xử với mình như vậy là mình nghỉ chơi nó liền, đúng không các anh chị? Và con mình nó không thể nghỉ chơi mình được. Vì sao? Vì mình làm cha mẹ nó, mình sinh ra nó không được lựa chọn. Nó mà được lựa chọn có khi nó chọn người khác, nó không thèm chọn mình đâu các anh chị. Và đấy là cái tôi muốn chia sẻ qua câu hỏi của bạn Thúy. Phụ huynh làm gì để kết nối với con? Những câu chuyện đó các anh chị tự tìm ra cách để mà mình kết nối với con mình thôi. Đúng không? Dạ vâng, cảm ơn những cái trải nghiệm, một câu chuyện rất là cụ thể của chị Linh Trang. Rất đúng ạ. Em rất đồng cảm vì là em gặp rất là nhiều phụ huynh. Và phụ huynh có nhiều tâm tư lắm. Và làm nói thế nào để cho phụ huynh đồng hành cùng con, để thay đổi cùng con là một cái điều vô cùng khó, thật sự. Vâng, có lẽ bây giờ chúng ta đến một cái câu hỏi mà các bạn đã mail cho chương trình Chuyện Đạo Trên Đời. Và có lẽ là con muốn hỏi thầy cái câu hỏi này trước ạ. Có một người mẹ đây. Chào chương trình, tôi rất đau đầu vì đã rất cố gắng tìm mọi cách tiếp xúc với con, khuyên bảo con. Khi con tôi đã có những người bạn không tốt, cụ thể là những người bạn thuộc giới tính thứ ba. Tôi đã tìm mọi cách để ngăn cản cũng như giải thích với con về việc hạn chế giao lưu với người như vậy. Nhưng con vẫn không nghe theo. Tôi nghe nói giới tính thứ ba có thể lây lan trong bạn trẻ. Do đó thì rất là xin là các vị khách mời cho tôi một lời khuyên. Vâng, phụ huynh hỏi email cho chương trình vậy đấy thầy. Thầy và chị có ý kiến gì về câu chuyện này ạ? Con mời thầy trước ạ. Vâng. Thưa tiến sĩ Linh Trang và cô Thúy MC chương trình. Và kính thưa toàn thể khán phòng. Thật sự ra đó, Đức Phật có dạy rằng là tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Và cái điều đầu tiên chúng tôi xin gửi cái thông điệp đến cái bà mẹ mà vừa nói rằng là con trai của mình hay là con của mình chơi với một người bạn thuộc cái giới tính thứ ba. Yeah. Thì điều đầu tiên hết xin khuyên bà mẹ hãy nhớ rằng người đó cũng là người, điều quan trọng. Yeah. Anh ấy hay chị ấy là người cái đã. Và thật sự ra trong Đạo Phật thì cái giới tính này nó cũng chẳng có cái gì gọi là quan trọng. Nó giống như mình sinh ra một người đó mà họ có kích thích tố nam nhiều thì là nam tính, kích thích tố nữ nhiều là nữ tính. Còn hai cái đó nó trung hòa thì gọi là giới tính thứ ba. Chuyện đó rất là bình thường, không sao cả. Ví dụ như người này có nhiều vàng thì gọi là đại gia người nam. Người này có nhiều hột xoàn, đại gia người nữ. Mà vừa có vàng vừa có hột xoàn gọi là đại gia trung tính thôi. Thật sự là như vậy, chẳng có cái gì mà gọi là phân biệt hay là mình xem thường hay là mình tỏ ra đó là vấn đề nguy hiểm. Và thật sự chẳng có lây lan gì cả. Mà họ yêu thương nhau chẳng qua đó là nhân duyên. Thật sự là như vậy, không có nhân duyên họ không bao giờ đến với nhau cả. Cho nên kể cả cha mẹ, kể cả con cái, kể cả anh em trong gia đình, kể cả bạn bè và kể cả cộng đồng đều có một nhân duyên với nhau mới thương nhau được. Giống như hôm nay không có nhân duyên, không có một sự hợp mặt như thế này. Thì tất cả mọi chuyện đều là nhân duyên. Cho nên chúng tôi xin gửi một thông điệp cho tất cả các bà mẹ. Nếu mà có cùng một cái hoàn cảnh giống như vậy đó, thì xin hãy để trong đầu của mình điều đầu tiên, thằng bé ấy hay con bé ấy là người cái đã. Anh ta, chị ta vẫn là một con người. Và cái giới tính thứ ba chẳng có gì là quan trọng hết. Con mình nó yêu thương hay như thế nào cũng chẳng sao cả. Cái điều quan trọng là mình phải cố gắng, giống như tiến sĩ Linh Trang vừa mới nói, hãy cố gắng làm bạn của con mình cái đã. Đừng bao giờ đứng ở trên cái cương vị là một người cha, một người mẹ mà mang một cái quyền tối cao là một vị vua hay một ông chủ. Mà hãy dùng ngôn ngữ cảm thông như một người bạn. À, không sao đâu con chơi với bạn đó được. Nhưng mà cố gắng hãy cùng với bạn đó chơi, mà cố gắng để tìm những cái điều lành mạnh mà chơi. Đừng có đi chơi vào những cái chỗ xấu nha con à. Chuyện đó không sao đâu. Mình thương nhau không có gì quan trọng đâu con à. Thí dụ bằng những cái ngôn ngữ như một người bạn. Không phải để mà sỉ vả hay là một cái giống như kiểu mà áp đặt, mà là một sự khích lệ, động viên và cảm thông. Cho nên mong tất cả những bà mẹ hoặc là những người cha hãy cố gắng sử dụng những ngôn ngữ cảm thông, ngôn ngữ nhắc nhở và nhất là những ngôn ngữ lan tỏa tình bạn của mình cho tất cả các con. A Di Đà Phật. Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Thầy phát biểu trên tinh thần Phật giáo đó là chúng sinh bình đẳng, mình không có phân biệt nam nữ, không phân biệt sang hèn, đúng không ạ? Và mình chấp nhận cái tình cảm rất là vì nhân duyên mà nó tạo thành của đứa con. Vâng, thế từ góc độ tâm lý học thì chị Trang có thể chia sẻ thêm cho bà mẹ này ạ. Bà mẹ này hiểu là con chơi với người yêu người giới tính thứ ba là họ cho là đây là người không tốt và họ cho là
đây có thể lây lan, đồng tính có thể lây lan. Dạ. Vâng, chị có thể giải thích rõ tôi nghĩ hơn là thầy đã nói quá hay, quá đầy đủ rồi. Tuy nhiên có một chỗ chút xíu thôi, mình để ý là do tại dân gian mình hay nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nên mình sợ lây lan. Nhưng mà cái tâm lý á, lây lan, bệnh truyền nhiễm nó lây lan, nhưng mà cái việc mà người ta đồng tính á, là nó được quy định ở trong gen của họ, cho nên nó không thể lây qua đường nắm tay hay là ôm nhau hay là hôn nhau gì được, đúng không ạ? Ăn chung gì nó cũng không có lây. Thành ra các bà mẹ, các bậc phụ huynh, cha mẹ nói chung á, thì mình nên đọc sách báo nhiều hơn mà để có sự hiểu biết, đúng không ạ? Có tính khoa học thì mình hiểu như thế nào thì mình sẽ làm được cái điều thầy vừa dạy mình, là mình bình đẳng, mình đó là trước hết là một con người. Và khi mình sinh ra đứa con thì mình mong đợi gì các anh chị? Tất cả những phụ nữ mà đã từng sinh con đều hiểu cái trạng thái cảm xúc là khi mình dùng một cái lực đẩy cực mạnh tống con ra khỏi khoang bụng đó, là chỉ muốn được nhìn thấy con, cô hộ lý giơ nó lên mình thấy nó làm sao các anh chị? Đầy đủ, không thiếu thứ gì, đúng không ạ? Và nếu lỡ may con mình có thiếu hụt một cái gì đó, khiếm khuyết gì đó, ví dụ hỏng mắt, cụt tay hay cái gì đó, mình có thương nó không? Mình cực kỳ thương, thậm chí thương hơn những đứa bình thường. Bởi vì sao? Mình lỡ mình sinh ra con khiếm khuyết, thiếu hụt, nên mình dồn tình thương gấp đôi cho nó, vì mình cảm thấy mình có lỗi. Vậy thì con mình nếu giới tính nó không như mình kỳ vọng thì vậy là tại con hay tại mình? Dạ, mình sinh nó ra mà, phải không ạ? Cho nên khi mình có thể chấp nhận và thương yêu một đứa trẻ lúc mình sinh ra như thế nào, thì bây giờ nó chính là cái đứa các anh chị sinh ra. Cho nên không có cách gì để mà chúng ta không chấp nhận điều đó, thì đứa trẻ bạn của con mình cũng vậy. Và tại sao tôi nêu cái ví dụ này? Bởi vì thưa các anh chị là không phải có những bậc phụ huynh kỳ thị bạn của con mình, mà kỳ thị chính con mình. Khi phát hiện ra con mình là người đồng tính, họ nói với tôi một câu mà các anh chị nghe rất đáng sợ. Tôi nói thiệt với cô Trang là tôi giết được nó, tôi cũng giết nữa. Chứ còn cái câu mà các anh chị giận, các anh chị nói tao đẻ hột gà hột vịt tao ăn cho rồi á, là còn nó bình thường á. Họ nói với tôi giết được nó, tôi cũng giết nữa. Tại vì nó làm cho tôi xấu hổ trong dòng họ. Yeah. Vậy mình quên rằng mình sinh con ra để làm gì? Ủa, mình sinh con ra để mình lấy danh dự hả các anh chị, phải không ạ? Cho nên tôi nghĩ rằng là cái điều thầy nói tôi rất là tâm đắc, các anh chị nên nghe đi nghe lại cái đoạn đó, ở cái tính nhân văn trong suy nghĩ của mình. Và thay vì mình kỳ thị người này người khác, thì chúng ta hãy định hướng, hướng dẫn cho con cái cách làm sao chơi với bạn để trở thành một cái người bạn tốt nhất, và để con không mắc phải những cái sai lầm trong cuộc sống. Thì không phải ở vào những con người nào, mà ở chỗ là chúng ta giao tiếp với bạn đó như thế nào. Bởi vì có người gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng cũng có người người ta gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, phải không các anh chị? Giúp cho người khác tốt theo giống như mình. Bởi vì ai cũng kỳ thị giống con hết thì bạn đó cô đơn, cô lập và dễ có những cái hành vi nó sai trái. May quá có con là bạn ở bên cạnh, con giúp bạn ấy học tốt hơn, con giúp bạn ấy vui vẻ hơn. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta hướng dẫn cho con mới là quan trọng. Dạ vâng, con cảm ơn thầy và chị. Vâng, thầy muốn bổ sung thêm điều gì đúng không ạ? Tiếp lời với tiến sĩ Linh Trang là trong Khế Kinh có một đoạn Đức Phật kể một câu chuyện. Có một người đến hỏi Đức Phật, thời kỳ của Đức Phật ra đời tại Ấn Độ đó, cái chuyện giới tính thứ ba này nó đã có rồi. Người ta dùng cái từ ở trong kinh điển là cái cô này bị lưỡng tính. Thì có một người đó dẫn một cái cậu con trai lưỡng tính đến hỏi Phật, là bà định không nuôi cậu con trai này nữa. Nó mới có 10 tuổi mà nó biểu hiện những cái tư tưởng như thế, bà không chịu, bà đòi đuổi. Thì lúc bấy giờ bà hỏi Phật là con làm cái tội gì mà con phải sanh ra đứa con lưỡng tính? Thì Đức Phật mới trả lời cho bà ấy rằng, nếu mà người mẹ mà thương chồng rất nhiều, người mẹ, tức người vợ thương chồng, thì sanh ra một đứa con trai. Mà nếu cái lúc đó mà chồng mà rất là thương vợ thì sanh ra một đứa con gái. Mà lúc đó vợ chồng cùng thương nhau hết thì có chừng sanh ra một đứa nó lưỡng tính như vậy đó. Thì trong cái vấn đề mà tình cảm vợ chồng yêu thương nhau trong lúc gối chăn, thì mình không biết lúc đó vợ thương chồng nhiều hay chồng thương vợ nhiều, vân vân. Thì thường thường là chồng vợ phải có một người cao hơn, hoặc là chồng thương vợ nhiều, hoặc vợ thương chồng nhiều, thì sinh ra con trai hoặc con gái. Nhưng mà rất là hiếm khi hai vợ chồng cùng thương mà cái lực tương tác bằng nhau. Ít lắm, hiếm lắm. Và lúc bây giờ mới sinh ra những đứa con gái hoặc con trai, nó mang ở trong người nó lưỡng tính.
Vậy thì cái đó không phải lỗi của đứa con, mà cái lỗi đây là sự cảm xúc của vợ và chồng, cảm xúc của cha mẹ thôi. Thành ra mình sanh ra như vậy rồi thì mình phải yêu thương nó, mình phải tự hào. À, sanh ra đứa con này, ồ, vậy là rõ ràng bố mẹ thương yêu nhau, bình đẳng với nhau, không có ai hơn ai cả, mới sanh ra đứa con như vậy. Đừng chê bai, đừng xua đuổi, đừng miệt thị. Chúng tôi mong rằng tất cả các bậc phụ huynh hãy cố gắng, và tất cả những cái người sống trong cuộc đời này hãy cố gắng nhìn nhận những con người như vậy. Bởi vì trong xã hội của chúng ta nó tồn tại ba cái nguồn. Một á, là ở châu Á nhiều, tức là miệt thị xem thường và coi hình như là lây lan và nguy hiểm. Còn ở các nước Âu Mỹ thì người ta chấp nhận. Về tình cảm thì người ta cho hòa đồng, về lý thì người ta công nhận trong pháp lý, yeah, pháp luật nhà nước. Và còn một nhóm thứ ba nữa, có nghĩa là người ta không phản cảm nhưng mà người ta cũng không bao giờ dám đến gần. Đó là cái nhóm thứ ba. Và trong đây tất cả chúng ta có mặt ở đây nói riêng và tất cả mọi người ở trong cuộc đời này nói chung, hãy cố gắng đem tất cả những sự yêu thương trìu mến của mình cho tất cả mọi người. Đừng nên phân biệt, đừng nên miệt thị nữa. Hãy để cho người ta sống bằng nụ cười. A Di Đà Phật. Để cho người ta sống bằng nụ cười. Dạ. Đúng là những người giới tính chúng ta không thể tự chọn cho mình giới tính của mình, đúng không ạ? Và chúng ta ai cũng muốn được sống là chính mình. Và khi mà họ được là chính mình thì họ hạnh phúc nhất. Và họ còn rất thích câu kết của thầy là để cho một nụ cười. Thầy và chị ơi, có một cái câu cũng tương tự, con xin đọc vì khán giả đã rất là tin tưởng nên đã mail cho chương trình. Con rất mong mọi người là vừa là có thể có hai cách đặt câu hỏi ạ. Một là đặt câu hỏi ngay trong khán phòng này. Hai là chúng ta có những cái vấn đề cần ẩn danh thì chúng ta sẽ mail cho chương trình. Đó. Và câu hỏi mà chương trình nhận được thứ hai là thế này. Cũng là vấn đề giới tính ạ. Một phụ huynh chia sẻ rằng gia đình họ vốn là một gia đình có nề nếp gia giáo, sống chung với bố mẹ chồng. Hai vợ chồng có duy nhất một người con trai rất khôi ngô tuấn tú. Ngay từ nhỏ người con trai đã liềm niềm tự hào và hãnh diện của cả cha mẹ và ông bà vì cháu rất ngoan hiền và học rất giỏi. Năm nay cháu lớp 9, thời gian gần đây thấy cháu có những biểu hiện khác thường ở vấn đề giới tính. Thích ngắm hình con trai đẹp trên internet, dáng đi đứng và biểu hiện hành vi ngôn từ có vẻ ẻo lạ, lại thích mặc quần áo màu sắc sặc sỡ. Tôi sợ là con mình đang bị gay, đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Và tôi đã tìm cách khuyên bảo con ngăn cấm những sở thích không bình thường của con. Nhưng mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề giới tính của con thì con cứ lầm lì hoặc tìm cách né tránh. Mỗi khi tôi ngăn cấm thì cháu giận dỗi bỏ đi. Đến nay những biểu hiện của giới thứ ba ở con tôi có vẻ như ngày càng rõ nét. Xin quý vị hãy cho tôi vài lời khuyên để tôi giúp đỡ con mình. Có lẽ tình huống này nó gần giống với tình huống chị Linh Trang đã gặp, đúng không ạ? Chắc là xin mời chị Linh Trang chia sẻ trước, đúng không ạ? Vâng, xin mời thưa chị. Dạ, như những gì tôi vừa nói hồi nãy thì thôi mình cũng không nhắc lại, mời vị phụ huynh này mình tua lại cái đoạn băng kia để mình xem đó. Dạ. Mà tôi cũng chia sẻ là cũng đã rất là nhiều người con rơi vào tình huống này, nhưng mỗi người cái cách xử lý khác nhau. Và nếu có thể mình có thể sợt một cái đoạn về người đồng tính này trên một cái công ty truyền thông họ đã làm có liên quan đến một nhân vật, vì đã lên YouTube rồi nên tôi có thể nói đây là anh John Huy Trần á, thì chắc các anh chị cũng biết phải không ạ? Thì ảnh cũng nhận trên truyền thông công cộng thôi là ảnh cũng là người đồng tính. Nhưng mà lúc nhỏ là ảnh sống bên Canada đó. Thì mình nói là ở các nước phương Tây, ông Mỹ họ chấp nhận, nhưng thực ra cũng không dễ dàng lắm đâu. Khi mà ảnh nhận ra ảnh đồng tính, anh cũng giấu cha mẹ, không dám nói. Và ra ở riêng cho đến ngày cha mẹ nói là qua nhà thăm á, thì ảnh nói là nếu mà người nào đến nhà ở là biết ngay ảnh ở chung với một người tình đồng tính. Cho nên ảnh rất là sợ, sợ ba mẹ ảnh qua chắc ảnh chết. Cho nên trước khi ba mẹ đến nhà thì mới gọi điện cho mấy chị để bàn coi giờ làm sao. Thì mấy chị quyết là trước sau thì cũng phải nói. Thế thì ba chị em lên cùng điện thoại một lượt để gọi cho ba trước, tại vì ba là người khó tính nhất, sợ ba nhất để gọi. Thì ảnh kể câu chuyện mà tôi thấy rất là xúc động, là khi em gọi điện thoại cho ba thì ba nghe ba đứa gọi điện cùng một lúc thì hỏi có chuyện gì vậy. Thì im một hồi, không biết nói gì, không dám nói gì. Cuối cùng ảnh nói một câu rất ngắn với ba ảnh thôi là I am gay, con là người đồng tính. Cái tôi mới hỏi ảnh là vậy lúc đó ba em nói gì. Ảnh nói ba em im lặng một hồi, mấy phút á, im không nói gì. Sau đó ba em nói, ủa vậy hả? Chỉ có vậy thôi hả? Trời ơi, vậy mà ba đứa gọi điện thoại một lúc làm ba tưởng tụi con bị gì, ba hết hồn. Không sao đâu con. Dạ, nhưng trước câu đó là anh John kể là ba em im lặng một hồi, thì tôi đoán cái đoạn im lặng 5 phút đó thì một sự đấu tranh kinh khủng phải không các anh chị. Và cuối cùng vỡ òa với câu nói là
Không sao đâu con. Ba đứa con khóc rưng rưng trên điện thoại, ảnh kể vậy khóc. Và ba ảnh nói không sao đâu con. Nhưng mà chuyện này của con thì con phải cho mẹ biết. Và chuyện của con thì con phải tự nói với mẹ, chứ con đừng có biểu ba nói à nha. Thì ba anh nói như vậy thôi. Chứ tôi cũng hỏi luôn, vậy em có nói với mẹ em không? Anh John nói, dạ có. Khi ba mẹ em sang thì em thú thật với mẹ em mọi thứ, nhưng mà nó nhẹ hơn, nó dễ hơn. Vì cái người mà em tưởng khó nhất á thì đã vượt qua rồi. Cho nên nói với mẹ. Thì không ngờ khi nói ra với mẹ như thế, mẹ lại cười cái phà, mẹ nói, mẹ biết lâu rồi. Tại con giấu con không nói thôi, chứ con của mẹ mà sao mẹ không biết được. Thì tôi không nói gì nhiều, tôi chỉ kể câu chuyện mà ảnh đã tự chia sẻ trên mạng, các anh chị có thể tìm thấy, để thấy một cái cách ứng xử văn minh thì sẽ đem lại hạnh phúc cho cha mẹ con cái trong cái vấn đề mà nếu có phát hiện ra con mình là đồng tính. Dạ vâng, một câu chuyện thực tế và đã chị Trang đã dùng câu chuyện đó để trả lời cho vị phụ huynh trong câu hỏi này. Thầy có muốn tâm sự điều gì với cả hai cái trường hợp vừa rồi không ạ? Dạ. Ở dưới Đạo Phật thì chúng tôi cũng xin gửi đến khán phòng một cái thông điệp nữa, giống như lời của tiến sĩ Linh Trang vừa mới nói đó. Thì thật sự ra cái thông điệp đó chính là ngôn ngữ của chính bản thân mình. Đối với con cái của mình, nó có những cái mà mình tạm gọi là những cái bệnh, mà gọi là cái bệnh mà cha mẹ hay là xã hội không chấp nhận. Họ cho rằng đó là cái bệnh, nhưng mà thật sự ra cái đó không phải là cái bệnh, không phải bệnh đâu. Nói con mình nó sống nó thất thường, hoặc là nó sống nó ăn mặc sặc sỡ, hoặc là nó có những biểu hiện khác thường, thật sự ra nó là biểu hiện bình thường. Rất là bình thường, không có gì hết đó. Cho nên tất cả chúng ta hãy chấp nhận sự bình thường này của những đứa con mình. Cô tiến sĩ Linh Trang nói rằng là người cha im lặng một hồi lâu, không phải là chỉ là một sự đấu tranh trong đầu, không phải chỉ là đơn thuần, nhưng mà đây là một sự gọi hồn cho ngôn ngữ, hiểu không? Sự im lặng đó chính là sự gọi hồn cho ngôn ngữ, tức là mình sử dụng ngôn ngữ nào, mình sử dụng lời nói nào, mình sử dụng cái câu nào đây để làm sao mà cho con mình được bình yên cái đã. Sự cân nhắc của người cha, cân nhắc của người cha gọi là gọi hồn trong ngôn ngữ, chứ không phải là chỉ đơn thuần là sự đấu tranh tư tưởng không đâu. Là sắp xếp lượm lặt rồi ghép tất cả những cái từ ngữ sao làm sao cho nó có hồn, để câu nói của mình không ảnh hưởng đến con. Dạ. Đó, thành ra rồi đó là chính là cái đó. Còn người mẹ không phải là một ngôn ngữ có hồn nữa, mà bà mẹ là ngôn ngữ vô thinh, một loại ngôn ngữ không có âm thanh mà bà đã biết từ lâu rồi, bà để trong lòng bà một ngôn ngữ vô thinh. Cái ngôn ngữ đó chỉ có mẹ mới có, thật sự như vậy. Dạ. Người cha không có. Thầy nói thật luôn đó, người cha không có ngôn ngữ đó, mà chỉ có người mẹ mới được ngôn ngữ đó. Cho nên có một lần ông trời ông tạo ra một cái sinh vật, rồi cái bắt đầu cái mấy ông thần lại mới nói, ông trời làm chi mà tới 7 ngày 7 đêm tạo ra cái sinh nhật gì mềm nhũng vậy, gờ gờ lên trên đây. Cái mấy thần nói sao chỗ này ướt dữ vậy, thì ông trời nói đó là nước mắt đó. Cái sinh vật này nó mềm nhũng vậy đó ha, mà nó không ăn mà nó vẫn sống đó. Ta còn muốn làm cho sinh vật này nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai, nhiều chân nữa kìa. Đó. Và ta đặt tên cái sinh vật này là người mẹ. Đó. Tại vì sao vậy? Người mẹ này nó mềm nhũng, nó yếu đuối, nó nhịn đói mà nó vẫn sống. Nhịn đói nhường cơm cho chồng, cho con ăn mà vẫn sống. Rồi có nhiều tay đó, một tay bồng con, một tay quét nhà, một tay vo gạo, một tay bồng dọn cơm cho chồng ăn. Còn có nhiều con mắt lắm, một con mắt nó nhìn vô trong giường coi con của nó ngủ có ngon giấc hay không, một cái con mắt nó nhìn phía trước coi con nó té có đau hay không để nó chạy đến nó đỡ, một con mắt thì nó để ở trong trường coi con học hành như thế nào. Rất là nhiều mắt, rất là nhiều tai. Cho nên ta đặt cái tên cho cái tên sinh vật này là người mẹ. Cho nên chỉ có người mẹ mới được Thượng Đế ưu ái cho một ngôn ngữ vô thinh, tức là cái ngôn ngữ hiểu con, hiểu không? Một ngôn ngữ hiểu con. Cho nên rồi cái như tiến sĩ Đinh Trang nói đó là vừa điện thoại cho mẹ và báo rằng I am pray, thì bà mẹ trả lời rằng mẹ biết lâu rồi, thấy không? Một cái nụ cười thay cho một cái câu trả lời, đó là ngôn ngữ vô thinh mà mẹ đã biết từ lâu đó. Cho nên rồi giống như cái trạng thái em bé trong đây bị tất cả những cái mà cuộc đời xã hội cho rằng đây là cái bệnh, đây là cái tật, đây là sự lây lan, nhưng mà kỳ thật ra không có gì cả.
tất cả những cái này đều là một sự bình thường trong cuộc đời. Yeah. Tất cả là đều là sự bình thường. Sự mạnh mẽ của con trai, nhưng có nhiều đứa con trai vẫn yếu đuối. Còn sự yếu ớt của những phụ nữ, nhưng mà có những phụ nữ rất là mạnh mẽ. Cái chuyện đó rất là bình thường trong cuộc đời thôi, không sao cả. Cho nên nếu mà cuộc đời này, thí dụ trên cây mà cái trái xoài nó giống hệt như nhau thì không đang nói nữa. Trên cây đã là 100-200 trái xoài mà đâu có trái nào giống trái nào đâu. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà nó vẫn gọi là trái xoài. Dạ. Thì trong cuộc đời này tất cả chúng ta con người đều là con người cả, hãy nhìn nhau bằng cái chất gọi là chất con người đi. Còn tất cả những cái kia tròn, méo, vuông, ngắn, dài thì kệ nó. Nó là tất cả những cái mà do thời tiết, do môi trường, do hoàn cảnh thì hình hài nó khác nhau. Nhưng mà cái chất ở trong đó vẫn là chất xoài. Thì do con trai hay con gái hay là giới tính thứ ba, kệ nó. Nhưng mà cái quan trọng là con người cái đã. Đâu có giới tính thứ ba nào mà là một con người xấu đâu. Bác sĩ cũng có thể giới tính thứ ba, kỹ sư cũng có thể giới tính thứ ba, ca sĩ cũng có thể giới tính thứ ba. Chuyện đó bình thường, không sao cả. Cho nên tất cả chúng ta hãy sống và đến với nhau, xích lại gần nhau, rồi hãy đoàn kết với nhau như là những hạt diệp lục tố trong một chiếc lá, để rồi biến chiếc lá thành một màu xanh đặc thù. Chúng ta cũng vậy, dù giới tính nào đi chăng nữa, chúng ta đều là con người, là những hạt diệp lục tố của cuộc đời. Hãy xích lại gần nhau để rồi kết nối yêu thương lại với nhau, để biến cho tất cả chúng ta thành một màu yêu thương đặc thù của con người. A Di Đà Phật. Yeah. Vâng. Còn cảm ơn thầy ạ. Chị muốn Trang muốn nói thêm điều gì đúng không ạ? Một điều nhỏ thôi mà phụ huynh cũng có thể lưu ý, đó là nếu mình cần được rõ hơn, được có độ tin cậy hơn và yên tâm hơn trong việc tư vấn chăm sóc cho con, nếu con có những vấn đề như mô tả trong tình huống này, mình có thể cho con đến chuyên khoa nam của Bệnh viện Bình Dân. Bệnh viện Bình Dân có khoa nam học, ở đó có các bác sĩ chuyên tư vấn cho những người đồng tính và hướng dẫn chúng ta cách để chăm sóc sức khỏe, các cái sinh hoạt, cũng như là được tư vấn kể cả tư vấn tâm lý nếu mình thấy cần thiết. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn cung cấp thông tin của chị. Có lẽ là chúng ta thấy đó, mỗi người chúng ta rất là khác nhau đúng không ạ? Và quan trọng là chúng ta tôn trọng cái sự khác biệt đó. Mỗi chúng ta là một chất diệp lục tố để tạo nên một chiếc lá, một màu xanh của tình yêu thương. Vâng, có lẽ là hai câu chuyện vừa rồi đã thể hiện rất là rõ cái việc là mình có hiểu con mình có chấp nhận con mình hay không, và mình có thật sự tôn trọng cái riêng có, cái khác biệt và cái quyền được là con người của con hay không. Còn các quý vị ngồi đây ạ, chúng ta có câu hỏi nào cho thầy Thượng tọa Thích Minh Thành và tiến sĩ Linh Trang ngay bây giờ không ạ? Chúng ta có nhiều cách để chuyển câu hỏi lên đây ạ, có thể là gửi qua email của chương trình là tâm lý phật giáo ứng dụng a@gmail.com, có thể là chuyển giấy, có thể là hỏi trực tiếp bằng mic ạ. Ban tổ chức đang rất là mong là có câu hỏi trực tiếp tại khán phòng đi ạ. Có câu hỏi nào liên quan chuyện cha mẹ và con cái hiểu nhau không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cho con xin được hỏi thầy cũng như xin ý kiến của chị Linh Trang. Dạ, dạ. Hiện thì em là giống như là gần như là người mẹ đơn thân, một mình em là nuôi hai bé. Dạ, thì em cũng tìm hiểu nhiều, tại vì bé nó cũng đang ở tuổi vị thì tâm sinh lý nó cũng thay đổi rất là nhiều. Thì em cũng có tìm hiểu những cái khóa học tâm lý của con trẻ, hay là hỏi ý kiến của những người lớn để sao mà mình nuôi con cho tốt nhất. Dạ. Thì con cũng xin hỏi thầy là bé của con á, hồi lúc mà nó tầm từ đổ 10 tuổi tới lại á, thì nó rất là dễ dạy, nó rất là ngoan. Giống như mẹ nói gì á, thì gần như là nó nhất là nó nghe, mẹ là đúng. Sau một thời gian khoảng chừng bé nó vô cái cấp 2 á, thì tâm sinh lý của nó cũng thay đổi. Thì con cũng không có áp đặt cho cháu nhiều. Nói chung là con cũng liên tục nói là mẹ cô không có muốn con là phải hơn người ta, hay là con phải học giỏi hay như thế nào. Con có thể học 1 điểm, 2 điểm mẹ cũng không quan trọng. Giống như là nếu mà con không có khả năng lên lớp, con cứ ở lại, mẹ vẫn để cho con ở lại, chứ mẹ không hề áp lực gì. Nhưng mà hình như cách đó con thấy nó còn hơi bị sai hay sao á. Mình càng nói vậy cái cháu nó ỷ lại. Dạ. Cái lúc cái mình bắt nó phải học, mình nói là con phải học, chứ nếu con không học thì tương lai con không về đâu. Lúc đó mình lại mâu thuẫn chính mình. Lúc thì mình kêu nó không cần phải học, lúc thì mình bắt nó phải học. Nên bây giờ con nói cái nó hay trả lời lại lắm. Nó hay có những cái lời lẽ để nó phản bác lại. Con mệt mẹ quá. Mẹ lúc mẹ nói vậy, lúc mẹ nói kia, con không biết đường, con theo mẹ luôn. Đó. Nên thiệt sự con cảm thấy con, nhiều lúc con cảm thấy con cũng bất lực luôn nữa. Tại vì mình cũng tìm hiểu, mình cũng quan tâm, nói chung là cũng theo sát sao, chứ mình không phải là mình muốn nói gì thì mình nói.
Nhưng có những lúc mà tại vì một mình con mà vừa phải nuôi rồi vừa phải, nói chung là tất cả các thứ đều con cùng phải làm một mình hết, thì có những lúc như là mình không có kiểm soát được hành động của mình đó thầy. Dạ, nên không biết cháu nó ở cái giai đoạn này thì có phải là ở cái kêu bằng ở cái giai đoạn nổi loạn hay không, con cũng không biết, con cũng không nắm được luôn nữa. Bây giờ mẹ nói lên cứ đôi khi nó trỏ ra nó rất là ngoan ngoãn, có những lúc cái nó biến chứng lên nó nạt ngược lại làm con phải thụt lùi lại, con học chám tiến tới nữa đó. Dạ bé trai xin thầy chị. Dạ, dạ đây vâng. Bé, hai bé, bé trai và bé gái của em đây. Thế hả? Dạ. Hai cháu đang ngồi đây đấy hả? Dạ, nghe có. Mẹ tâm sự luôn. Dạ. Các thì, con hiểu nỗi lòng của mẹ chưa? Thì em ở nhà em cũng có tâm sự thường xuyên, em dạ. cũng cho cháu coi những chương trình mà giáo dục hay là những chương trình thiện nguyện này kia rồi đó, dạ. để cho tâm lý của bé nó có cái hướng đi nó tốt đẹp á. Thì lúc thì nó tỏ ra rất là ngoan ngoãn, còn một lúc thì nó tỏ ra nó chứng lắm. Mình cũng không biết đường để mà theo nữa. Dạ. Dạ, thì con xin thầy cũng như là chị Linh Trang cho con xin ý kiến. Dạ, dạ xin khán phòng tràng hoa tay ạ. Cảm ơn người mẹ đã tâm tình với chương trình. Và đặc biệt bên cạnh chị có hai đứa con, và các con đang vừa nghe được tiếng lòng của mẹ đúng không? Ngôn ngữ của tình yêu thương đó. Con đọc thấy hồn trong đó đấy thầy. Nhưng mà cũng đọc thấy một sự lúng túng của người mẹ trong đấy. Con xin thầy và chị có ý kiến ạ. Chắc là thầy chia sẻ trước để chị và các cháu hiểu nhau hơn. Dạ. Anh chị Đạo Phật, qua cái lời chia sẻ của cô thì thật sự ra cái đó không phải lỗi của cô, mà cũng không phải là lỗi của những đứa con, mà thật sự nó là cái lỗi chung của cái người ta gọi là cái lỗi của lứa tuổi thôi. Khi mà thằng bé hoặc con bé nó đến cái tuổi dậy thì là đương nhiên rồi, cái tuổi đó là cái tuổi mà giữa thiếu niên với thanh niên nó lẫn lộn với nhau, hiểu không? Nó lẫn lộn với nhau. Nó là một thiếu niên nhưng mà nó tưởng chừng như nó là một thanh niên, cho nên suy nghĩ của nó là đúng, nó thấy suy nghĩ của người khác đều sai hết. À, cho nên đó là cái lứa tuổi nó đang bị giống như kiểu mà nó hơi giẫm đạp lên nhau của lứa tuổi đó. Điều thứ hai nữa, khi mà nó nằm ở trong cái tuổi dậy thì rồi đó thì tâm sinh lý của nó dễ cáu gắt lắm. Không phải là nó hỗn hào hay là nó gì đâu, nhưng mà nhiều khi cô hỏi một câu nhằm ngay cái lúc cái tâm sinh lý nó bất ổn, cho nên nó trả lời những câu như vậy. Chứ thật sự ra con của mình nó không phải là nổi loạn, hiểu không? Điều đầu tiên hết đó thì thầy xin nói với cô, tất cả mọi chuyện khoan hãy lên án con mình, hiểu không? Không có lên án mà hãy yêu thương nó đi. Thật sự ra con trai cũng như con gái nó đều thương mình cả. Nhưng mà tại vì cái tuổi của nó nhằm ngay cái lúc đó thôi, nó không được khỏe, mình gọi như thế đi, tâm sinh lý nó không được khỏe. Rồi câu hỏi của mình nhằm cái lúc không được khỏe của nó, cho nên câu trả lời và ngôn ngữ của nó cũng không được khỏe luôn. Cái điều thứ hai, đây là cái lỗi một chút của cô. Tức là cô bắt con của cô nó đứng tựa vực thẳm mà cô cho nó nhìn lên tới đỉnh núi, hiểu không? Có nghĩa là lớp mới đầu vô con học ở lại lớp, mẹ cũng đồng ý cho con ở lại lớp. Rồi xong rồi bắt đầu phải đi học mới được, mới có tương lai. Tức là con lo con của con đứng ở dưới vực thẳm đi nhìn lên đỉnh núi, làm cho nó hoang mang liền đó. Thế là cái cách của mình và cái lối giáo dục của mình, thật sự ra cái lòng của mình là một lòng tốt, không có áp đặt con cái của mình, hiểu không? Bây giờ cha và mẹ bây giờ cô nói là cô sống đơn thân nuôi con, nhưng mà thật sự ra không phải một mình cô mà có hai con, mà phải có ba nó nữa mới được. Cho nên khi mà đứa con nó khôn lớn lên rồi, nó giống như một con chim, mà con chim mà nó bay giữa bầu trời mênh mông thì nó phải có một đôi cánh nó mới bay được. Thì con của mình cũng vậy, mặc dù nó không có cha, nhưng mà không có cha ở bên cạnh, nhưng mà cha nó vẫn hiện hữu. Cho nên khi mà nó được lớn lên thành người thì một chiếc cánh của mẹ tặng cho nó và một chiếc cánh cha tặng cho nó, một chiếc cánh của vị thần hạnh phúc và một chiếc cánh của bà tiên, một bà tiên an lạc. Cho nên rồi tới hai chiếc cánh này, con của mình nó mới có thể là nâng cao cái tầm dốc của mình, nó có thể bay giữa con đường tương lai rộng mở của nó, đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất ở đây, mình chỉ chấp cánh cho con mình để giúp cho con mình nâng cái thể xác linh hồn của nó, tâm hồn của nó lên cao hơn một chút. Nhưng mà nó bay đi đâu, nó bay về đâu, đôi cánh đừng quyết định nữa, hiểu không? Đôi cánh đừng quyết định, hãy để cho nó có một chút gì mà gọi là sự trưởng thành trong nó, một chút gì để cho nó có thể tự lập. Đừng có sợ nó vấp ngã, một lần vấp là một lần biết dạy gượng đứng lên để làm lại cuộc đời. Chính cái chỗ vấp ngã đó mà nó phát sinh trí tuệ. Nên nhớ mình cũng vậy thôi, mình té một lần ở chỗ đó là môi mốt mình đi đến chỗ đó mình không bao giờ té nữa. Chính cái chỗ vấp ngã đó mà nó phát sinh ra trí tuệ, và chính sự thất bại nó mới có thể trở nên thành công trong cuộc sống được. Và nếu một người mẹ mà
mà dạy con mình có sự trí tuệ một chút thì đừng lo lắng con của mình sau này nó thất bại, đừng, mà hãy bên cạnh sự thất bại đó, hiểu không? Nó có thất bại mình hãy ở bên cạnh nó và mình đỡ nó lên và động viên nó, khích lệ nó, yêu thương nó để rồi sửa ấm tâm lòng của nó, thì như vậy nó sẽ lớn lên trong vòng tay của mình và mãi mãi đi đâu về đâu, có xa mình thiệt là xa, nó vẫn trong lòng bàn tay của mình, bởi vì mãi mãi mình đang phủ sóng cho con mình, hiểu không? Còn bây giờ mà mình sống theo cái kiểu mà mình cứ nói này nói nọ, nói trách nói móc nói hờn thì con mình nó ở cạnh bên mình nhưng mà mãi mãi nó vẫn xa mình như thường. Đó là những cái câu mà thầy xin gửi đến cô như vậy. Ấy vậy là Phật. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Chắc là người mẹ đã hiểu được tâm ý của thầy đúng không ạ? Vâng, đừng lo lắng cho con quá mà thành ra lại áp đặt. Thành ra đôi khi lời nói của mình nó lại mâu thuẫn. Dạ, em xin mời chị Linh Trang hãy chia sẻ cho người mẹ. Một đứa con trai đang tuổi dậy thì và một đứa con gái thì cũng đang tuổi lớn. Mà một mình mẹ nuôi có hai đứa con không hề dễ. Vâng, chị hãy chia sẻ thêm với mẹ về tâm lý của trẻ. Dạ, giờ mình nhận ra là đẻ con cũng không khó lắm, nuôi nó cũng không khó lắm, đúng không ạ? Hồi lúc nó nhỏ mình cho nó ăn á, mình tưởng chuyện nó khó nhất rồi, thì nó lớn mới biết là gì, dạy nó mới khó. Mà ở đây có con mình luôn, mấy đứa nó nghe luôn, nó cũng biết mâu thuẫn là cái bệnh lớn nhất của phụ huynh, thiệt, không phải mình chị, mà mừng cái là chị tự nhận ra rồi. Còn có nhiều phụ huynh họ không chịu nữa kìa, nhưng mà thiệt sự ai cũng mâu thuẫn. Thí dụ như tôi, con trai tới lớp 7, cao 1m68, nặng 60 mấy ký, là lúc lớp 7 á. Bây giờ lớp 9 thì cao 1m72, nặng 70 ký rồi. Và tôi chở nó đi học thời gian thì bắt đầu nhức cái đốt sống lưng á, nó đau nhất, mình tưởng bệnh gì mình đi bác sĩ. Bác sĩ nói cô chở con cô đi học đúng không? Đúng rồi, cô bỏ nó tự đi là cô hết bệnh, khỏi uống thuốc gì hết trơn. Mà thiệt luôn á anh chị. Bị vì sao? Chạy cái xe máy đã nặng, rồi nó nặng nữa, gồng nghe nè, gồng nghe nè. Thì các anh chị ở đây đã, người nào đã từng trải qua cái cảm giác mà cho con đi xe đạp một mình lần đầu tiên, các anh chị có nhớ cảm giác đó không? Cái người mình nó đầy mâu thuẫn là nếu mình không cho nó đi thì biết chừng nào nó mới đi. Mà cái ngày đầu tiên mà nó xách cái xe đạp nó đi á, tôi nói thiệt với các anh chị luôn á, trong lòng như lửa đốt. Nó đi học một hồi á là phải nhắn tin cô giáo, con có trong lớp không cô? Có. Vậy là ok, đường đi không sao. Chiều về cơ quan chưa về được, nhắn tin về nhà hỏi gì là nó về chưa vậy? Rồi mà đâu phải một ngày đâu các anh chị, nếu đi một ngày nói làm gì. Nhưng bây giờ thì nó chạy xe phà phà ngoài đường rồi. Như vậy có nghĩa là mình vừa muốn con mình là lớn đi một mình, nhưng vừa muốn nó nhỏ để ẵm bồng suốt ngày. Chị kia đưa con đi thi giống tôi, hôm thi vô trường năng khiếu, chị đứng kế lúc rảnh quá trời, con không biết làm gì, chị kể á, chị hãnh diện lắm. Chị nói em chăm con số 1 luôn á cô. Trời ơi, vô tới lớp 10 vậy chứ đi học mỗi bữa còn hỏi mẹ nay bận cái quần lót nào. Trời đất ơi, nói một cách hãnh diện vậy á các anh chị. Vậy là trong đầu của chị á, con chỉ lớn hay nhỏ? Con nít nó mới vậy đúng không? Con nít mới phải soạn quần lót cho nó bận chứ người lớn ai vậy. Nhưng mình lại nói với con mình là nó lớn hay nhỏ. Trong câu chuyện của chị nói nãy giờ á, lúc mình nói con mình lớn, nó lớn rồi mà nó không vậy. Lúc mình lại nói nó nhỏ mà mình nói nó không nghe. Và đứa nhỏ khi ở vô cái tuổi dậy thì thầy vừa nói nè, người lớn không ra người lớn, con nít không ra nít, là ở chỗ thể xác nó lớn, nó nhìn vô gương nó thấy nói với mình y chang nhau. Thậm chí có những đứa nhà mặc đồ chung với cha mẹ được luôn á, đi ra đường người ta nói ồ hai mắt con mày giống hai chị em ha, là mình khoái. Vậy là mình thích con mình lớn. Và khi nó báo hiệu nó có cái dấu hiệu dậy thì, ví dụ con trai xuất tinh, gái có kinh rồi đó, cái mình nói ờ vậy là con lớn rồi đó nha. Và vì lớn cho nên nó về nó nói mẹ cho con đi Vũng Tàu với mấy đứa lớp con. Cái mình nói trời đất ơi, con nhỏ lắm, con đâu có đi như vậy được, đúng không ạ? À, vậy là con nhỏ. Cái ngày hôm sau cái mình sai nó rửa chén, cái nó làm bể cái chén, cái mình nói lớn dạ đầu rồi, rửa cái chén cũng bể. Ủa vậy là nay lớn rồi hả? Lớn cái về cái chở bạn gái vậy, trời ơi mất có bị lớn rồi, bà đã có bạn gái. Trong một tuần mà hồi lớn hồi nhỏ cái nó hoang mang, nó cũng biết lớn hay nhỏ luôn nữa, đúng không anh chị? Nó đã hoang mang rồi, rồi mình gây cho nó hoang mang thêm. Thành thử ra chính cái chỗ chị nói mâu thuẫn ở chỗ là cái quan điểm của mình nó không có rõ ràng, cái mục tiêu của mình nó cũng không có rõ ràng luôn nữa. Mục tiêu của mình là gì? Tôi hỏi 100, 1000 phụ huynh đều nói tôi muốn con tôi hạnh phúc, nhưng mà lúc nhỏ thì muốn con lên ký, lúc lớn muốn con lên lớp, lớp bình thường còn chưa muốn, lớp chuyên, lớp chọn đồ nữa, phải không ạ? Cái gì cũng muốn hết trơn á. Mà quay lại từ đầu, đầu tiên hết là mình chỉ muốn có con thôi, rồi có con lành lặn khỏe mạnh thôi. Thành ra nói, tôi nói thiệt với chị luôn là cái tuổi dậy thì là cái tuổi chị nói nổi loạn á, là đúng vậy. Mà góc độ tâm lý á, là cái tuổi này nè nó khó lắm.
Nó khó chỗ là gì? Đặc trưng tâm lý của tuổi dậy thì á là nó xây dựng mối quan hệ bạn bè, nghĩa là nó hướng ngoại, hướng ra ngoài, nó chơi với bạn. Cho nên phụ huynh á, đoạn này là càng phải làm bạn với nó đó, tại vì nó nghe lời bạn hơn nghe lời mẹ. Mẹ nói nó không nghe chứ bạn nói nó nghe. Mà tôi không biết là chị có nhớ lại hồi mình tuổi đó không, chứ bây giờ chị kể cái tự nhiên tôi nhớ lại hồi đó đó. Mà tôi chuẩn bị cầm cái chổi lên quét nhà, mà má tôi bước vô cửa, má tôi nói quét nhà đi Trang, là tôi quăng cái chổi liền á. Thà bà đừng nói tôi quét nha, mà hãy nói quét nhà đi Trang là không quét, nằm chổng lên đó để cho bà chửi chơi vậy đó. Rồi bà đi là quét nhà thiệt, có quét, nhưng mà cái tật kỳ cục không hiểu sao luôn á. Hễ má nói là làm ngược lại, là tôi là cấp độ nhẹ, đúng không ạ? Thành cấp độ nhẹ, nhiều đứa cấp độ nó nặng hơn thôi. Nên các anh chị nói mình thương con thì mình nói là con sao mình cũng chấp nhận. Ủa sao là sao? Sao là con có rủi ro gì là mình chấp nhận mình thương, chứ không có nghĩa là con sai trái, đúng không ạ? Cho nên con mình phải rèn nó. Mình rèn ở chỗ là gì? Ngay từ nhỏ mình cho nó có nề nếp rồi, thì bây giờ cái nề nếp đó nó sẽ xuyên suốt cái hành trình của nó. Cho nên chị với con chị cần có những mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu là con học giỏi, hay là con thành người tử tế, hay là con thành người sống hạnh phúc gì đó. Thì khi mình có mục tiêu rõ ràng, mình có một cái kim chỉ nam nó chỉ, thì dù vào thời điểm nào, lúc mình làm ăn được hay lúc mình làm ăn thua lỗ, thì mình cũng đi theo con đường mà mình đã chọn. Lúc mình có tiền, nhiều tiền hơn hay ít tiền hơn, thì mình cũng đi theo con đường mình đã chọn. Và vì vậy, ví dụ bây giờ tôi chia sẻ, Thúy nói là ở góc độ phụ huynh phải không, con tôi giống y chang con chị vậy đó. Tới cái tuổi dậy thì tôi nói với nó luôn mà, ê Bí, tự nhiên một ngày má nhìn thấy con giống như một người lạ ở đâu ngoài đường vô nhà này, chứ không phải là con nữa. Con quá xa lạ luôn đi, một cái đứa rất là ngoan, y chang chị kể luôn á. Tới một ngày hả, hổn như gì vậy đó. Và bắt đầu, thậm chí con tôi là gì, còn coi phim xét nữa đó. Coi phim xét, mà tôi đâu có biết, tôi nghĩ là con ai mới dạy với con mình, không còn dạy. Nhưng tới ngày phát hiện ra trên máy tính nó coi, rồi làm gì nó. Không làm gì được nó, cài password hết các máy. Nó mở banh hết các cái máy, ở nhà cái máy tính của tôi á, mà nó gõ password á, nó lôi hết bà con dòng họ của tôi ra, nó gõ tên vô. Nó gõ thử rồi đúng không đó. Dì nó nói, Bí, cái máy tính mà con cứ gõ như vậy là hư máy của má con luôn á. Anh chị biết nó nói sao không? Một cái máy để không xài được thì cũng coi như hư chứ gì. Rồi có tưởng tượng được là đứa nhỏ đó con mình không các anh chị? Cho nên tôi thường nói với phụ huynh ở tuổi con ở tuổi này nè, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Mình đẻ ra nó chứ nó có đẻ ra mình đâu, phải không ạ? Cho nên ở tuổi này mình phải chấp nhận nó. Và khi chấp nhận nó, tôi nói với nó luôn, Bí, má nói con nghe nè, trên đời này á, má chưa có nhịn ai bằng má nhịn con đâu á nha. Má nói cho con biết vậy á. Nói luôn với nó luôn, nói sòng phẳng luôn. Thực ra lúc đó nó im, nó gừ gầm, nó không nói gì. Nhưng nó có vô không? Có các anh chị, nó vô. Và tôi biết là nó rất thương. Thương nhưng mà đi cắm trại, đi học kỳ quân đội, không bao giờ gọi điện thoại về. Còn người ta viết ra lá thư dài lâm ly bi đát, người ta phát cho nó lá thư, nó viết vô, má khỏe không? Hết rồi. Tại vì ban tổ chức bắt phải có thư gửi về cho phụ huynh, nên nó buộc phải có, nó viết đúng ba chữ, má khỏe không? Cho nên bây giờ nó đi cắm trại mà người ta không cho dùng điện thoại, tối không cho gọi điện về, nó khỏi gọi luôn á. Và con một chị kia cùng cơ quan tôi, chỉ nói với tôi là con em đi cắm trại mà không gọi điện gì về cho mẹ hết. Vậy mà về nhà em hỏi nó là con không gọi cho mẹ, mẹ không gọi cho con thấy làm sao? Thì thằng nhỏ đó nói, con thấy cũng bình thường, thế là mẹ nó bị tổn thương. Mẹ nó nói mình thương nó dễ sợ luôn, vậy mà đi cắm trại nó không gọi cho mình không gọi cho nó, mà nó thấy bình thường. Cái tôi nói vậy em mong đợi gì? Em nghĩ là nó phải nói trời không có mẹ, con nhớ mẹ muốn chết mà tại ban tổ chức nó không cho gọi. Tôi nói không, con tôi mà nói không có mẹ con cũng thấy bình thường là tôi thấy mừng. Tôi thấy mừng là bởi vì tôi biết trên cuộc đời này tôi không bao giờ tôi ở với nó đến hết cuộc đời của nó được hết. Có khi nó ở với mình đến hết cuộc đời của mình, đúng không các anh chị? Tại mình chết trước nó mà, nếu mà nói về mình không có bị cái gì rủi ro ha, là mình chết trước nó. Vậy nó sống với mình đến hết cuộc đời của mình, nhưng không chắc, không thể nào mình sống được với hết cuộc đời của nó. Thành ra khi nó nói, nó không gọi điện, nó không nhắn tin, nó cũng thấy bình thường. Vậy là tôi yên tâm, con của tôi có thể sống yên ổn, không có bị bấn loạn tinh thần khi không có mẹ nó ở bên cạnh. Mà muốn nó ổn định, không bấn loạn như thế, thì trong cái hành trình cuộc đời nó, tôi nói với nó, Bí, má luôn đi cùng với con. Má luôn đi cùng với con trên con đường của con để làm gì? Để má có thể giúp con không bao giờ rơi xuống vực sâu. Lúc mà con rơi xuống, má sẵn sàng má chụp con, má kéo trở lên để con không rơi xuống vực sâu. Nhưng
không có quăng con lên cao được. Lên cao bao nhiêu là do tự con, má chỉ giúp con không bị lọt xuống địa ngục thôi. Vậy cái việc mà mình chấp nhận con ở lại lớp cũng được á, nhưng mà có phải cứ con ở lại lớp là mình cho không các anh chị? Dạ không, mình phải giúp con để con không phải ở lại lớp, để con phát triển đúng theo độ tuổi của mình, phát triển kịp với cái tiến độ trưởng thành của nó. Chứ không phải con lên lớp vì bạn con lên lớp con phải lên, không phải. Nhưng không có nghĩa là con ở lại lớp cũng được, thì con cứ thoải mái ở lại lớp. Vậy con mình tuột hậu không phát triển, vậy mình phải giúp con để con không thể ở lại lớp. Nên tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm từ việc làm mẹ của bản thân tôi, để tôi muốn nói với chị rằng là vào những giai đoạn khó khăn, hãy đồng hành với con. Và nó chướng thì mình là người lớn á, mình chấp nhận được nó, còn hơn là mình bắt một cái đứa nhỏ nó nhỏ mà nó phải chấp nhận ngược lại mình thì nó sẽ khó hơn. Mình hay nói là nó cứ hay nổi nóng với mình, nhưng mà thực sự mình cũng có nổi nóng với nó. Vậy mình lớn mà mình còn không có kiên nhẫn được thì làm sao mình bắt một đứa nhỏ kiên nhẫn. Nhưng hãy chia sẻ với con hàng ngày những khó khăn, những suy nghĩ, những tâm tư của chị. Giống như hôm nay chị chia sẻ ở đây thì chị cũng nói chuyện với con, và nó nghe hay không chuyện của nó, nhưng tôi cũng nói với chị luôn là cơ chế tự động của cái thính giác á là nghe chứ không phải không nghe. Nhưng mà nghe cái cách phản ứng là tùy mỗi đứa trẻ. Vậy chị hãy kiên nhẫn đi, vì nó qua hết cái đoạn này á, nó quay lại nó dễ thương khủng khiếp luôn. Đó là kinh nghiệm thằng bí nhà tôi á nha chị. Cái đoạn mà lớp 7 á, lớp 8 á, thì mới kể các anh chị, y như một cái đứa trên sao quả xuống. Bây giờ qua lớp 9 á, tự đi học, không phải làm gì cho nó hết, tự thi cái này cái kia, tự chọn trường. Nhưng trong quá trình đó vẫn không ngừng nghỉ nói chuyện, trò chuyện, đồng hành với con. Thôi chị ơi, trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Đừng để vì cái thời khắc đó mà con mình nó chệch hướng ra ngoài, nó bám víu vào những thứ mà không phù hợp với con mình thì sẽ tội cho con. Thì mình kéo nó lại cho kịp thôi, còn trước sau gì nó cũng sẽ lớn, chị cứ yên tâm đi chị. Cứ yên tâm. Rất là cảm ơn chia sẻ của thầy và chị để động viên một người mẹ. Không phải chỉ là chị đâu mà tất cả những người mẹ có con tuổi dậy thì. Chia sẻ với chị là Thúy cũng có đang có hai đứa con tuổi dậy thì, đứa con gái là lớp 11, đứa con trai lớp 7. Mà có những lúc cũng chướng y chang luôn. Và thật sự là nhiều lúc là không phải mình dạy nó đâu, nó dạy mình đó chị. Đó, nó dạy mình luôn đó. Cho nên là mình hãy đồng hành cùng con và chấp nhận con như con là. Và hãy cùng con trưởng thành, cùng con vượt qua thất bại và cùng con để mà có được một cái lan can để cho con không có sa ngã thôi. Còn lại con trưởng thành đến đâu, con đi đến đâu, đấy là quyền quyết định của con. Như thầy nói đó, hãy bố mẹ cho con đôi cánh thôi, còn đi thế nào, bay thế nào là do con. Và như chị Trang nói đấy, con lên đâu là việc của con, không phải việc của mẹ. Dạ, đừng lo nó thất bại nha. Dạ, cứ thất bại là một cơ hội để nó phát triển trí tuệ, đúng không thầy? Dạ, con cảm ơn thầy và chị rất là nhiều. Xin mời câu hỏi tiếp ạ, và tâm sự tiếp ạ. Em mời chị. Vô Phật, con xin kính chào thầy và kính chào MC và kính chào cô Đinh Trang. Nãy giờ em cũng nghe qua trao đổi rất nhiều về câu chuyện về gia đình, rồi con cái, về làm cha làm mẹ. Thì con cũng kính thưa thầy là thời gian cũng có hạn, con chỉ nói ngắn gọn. Con làm một Phật tử tu tại gia thì con cũng qua rất nhiều băng đĩa và để mà học hỏi, trao đổi trên con đường giữa làm cha, làm mẹ và làm con. Vì gia đình con cũng có thế hệ là làm dâu và làm con, thì con cũng biết là mình sống trong gia đình, mình phải đóng rất là nhiều vai trong đó. Khi thì mình làm đóng vai một người dâu, khi mình đóng vai một người vợ, và khi mình cũng đóng vai một người con, và khi người đóng vai một người bạn. Tất cả những cái vai đó xoay quanh trong một khi một buổi sáng thức dậy thì mình đóng hòa nhập vào tất cả các vai để mình đồng điệu với cuộc sống này. Nhưng hôm nay con có đủ duyên lành đến đây, con được diện kiến với thầy, đó là một điều con hết sức hạnh phúc. Tại vì hằng ngày những lời con trao đổi với con có thể là không đủ hết, nhưng mà con thường xuyên nghe pháp, thường xuyên nghe lời giảng của thầy Thích Minh Thành. Khi các cháu có những lúc không nghe, nhưng con cứ vẫn ở suốt ngày vậy đó. Thì các cháu đi về, đôi khi những lời giảng đó thoáng qua lỗ tai, thì những lời thầy giảng về đạo làm cha, làm mẹ và những cuộc sống ở đời thường. Và con cũng đã sang những thẻ của thầy giảng cho tất cả những vị xung quanh con nghe. Thì chỉ có con chỉ có những lời đơn giản là hãy mở pháp cho các con nghe. Vì đường đời thì rất là nhiều mệt mỏi chông gai. Chỉ quay về với Phật Pháp thì con đường đó là con đường mà bình an và con đường giác ngộ và giải thoát thôi. Con chỉ có những lời ngắn gọn, và hôm nay con cũng cúi xin được
cảm ơn thầy, cảm ơn các những chư vị ở đây đã cho con những cái lời nhà trao đổi trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ờ, vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Vâng, chị là một người mà nghe pháp của thầy rất nhiều đúng không ạ? Và mà em lúc nãy em tìm các pháp của thầy thì cái pháp nổi lên đầu tiên đó là liên quan đến tình cha nghĩa mẹ. Vâng, thầy nói những điều này rất là tâm đắc. Cảm ơn chị rất nhiều. Có lẽ cũng là đến những phút cuối chương trình rồi, em rất là muốn là xin mời con sẽ đề nghị thầy sẽ là người nói cuối cùng chốt lại, mà trước khi thầy nói những điều tâm đắc mà thầy muốn gửi gắm đến mọi người thì xin chị Linh Trang hãy cho mọi người một vài điều mà chị chốt lại để hiểu nỗi lòng con trẻ, chủ đề của chúng ta hôm nay. Thì chị muốn nhắn gửi điều gì cho mọi người ạ? Vì không chỉ những người ở đây mà còn là những người sau này sẽ xem video mà chúng ta sẽ phát trực tiếp trên các kênh của chương trình nữa. Dạ, xin mời chị. Cảm ơn Thúy cho phép tôi nói thêm vài ý. Thứ nhất là những anh chị ngồi đây thì đều quan tâm đến con cái rồi. Dạ. Vậy thì cứ tiếp tục quan tâm đến con cái như vậy. Và để người ta hiểu nhau thì cái phương tiện cơ bản nhất là giao tiếp với nhau. Thì mình nên tăng cường cái giao tiếp. Và nếu mình có tham gia hoạt động cùng, thí dụ hôm nay mình đến dự buổi này, thì mình nên rủ mọi người đi cùng. Và chúng ta tìm ra những cái điểm chung trong gia đình, tạo nên những cái hoạt động, những cái sinh hoạt chung, giao tiếp tương tác với nhau. Và kể cả như bác ấy nói là chở con đi học cũng là một kênh để mà mình nói chuyện, chia sẻ. Bất cứ câu chuyện, lời ăn, tiếng nói, hành vi nào của con trẻ cũng là những cái biểu hiện cái nhân cách ở bên trong của con, mà nếu chỉ ngồi im không nói gì thì không thể nhận ra được. Cho nên là muốn làm được điều đó thì chắc chắn là phải dành thời giờ cho gia đình mình nhiều hơn. Hình như chúng ta hướng ngoại nhiều quá, ngày 24 tiếng đồng hồ, phải không ạ? Mình lo việc này việc kia vì sợ không kịp, và mình đinh ninh là mấy người ở nhà thì cũng sẽ còn nguyên ở đó chứ đâu có mất đi đâu. Nhưng thực ra là những ai đã từng trải qua những cái gì đó nó bị hụt hẫng rồi về phía gia đình, chúng ta mới thấy tiếc cái điều đó. Nên tôi chỉ nhắn gửi cái điều cốt lõi cuối cùng là các anh chị hãy dành thời giờ cho con cái nhiều hơn. Con cái nào đang ở đây thì hãy dành thời giờ cho cha mẹ nhiều hơn. Và dành thời giờ không phải là ở cạnh nhau, mà dành thời giờ phải ở cùng nhau, phải nói chuyện, chia sẻ tâm tình, làm việc, hoạt động đồ chung với nhau. Thì tôi chỉ muốn chia sẻ điều đó thêm với mọi người thôi ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị Linh Trang ạ. Thông điệp mà chị nhấn mạnh rất là quan trọng, đó là hãy giao tiếp, và quan trọng là cùng nhau. Cái từ cùng nó rất là quan trọng để chúng ta có thể hiểu được tiếng lòng của nhau. Dạ, con xin mời, kính mời thầy Thượng tọa Thích Minh Thành ạ. Thầy có điều gì nhắn gửi đến tất cả mọi người đang ngồi đây và những người sẽ xem chương trình này ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Thúy. Và để tiếp theo lời của tiến sĩ Linh Trang và kính thưa khán phòng, thì qua cái lời của cô Thúy, cô Linh Trang, thì tất cả chúng ta là bậc cha mẹ, chúng ta đừng có lo công việc nhiều quá rồi chúng ta cứ nghĩ rằng nó vẫn còn đó và không bao giờ mất đi đâu. Nhưng mà cuối cùng cái mất không phải là mất cái hình hài, cái xác thân, mà nó mất đi cái tình cảm. Tất cả chúng ta cứ lo nghĩ công việc ở ngoài, nhất là cha mẹ hàng ngày vậy đó, thì cha mẹ nếu mà ngoài cái công việc làm ăn thì mình không nói, mà chỉ chí thú làm ăn thôi đó, nhưng mà vẫn có thể mất nữa đó. Cha mẹ mà chí thú làm ăn thôi, làm ăn xong mà chân chính làm ăn đàng hoàng, tiền bạc cũng một cách chân chính, đi về lo cho con một cách chân chính, nhưng mà chỉ lo làm ăn cũng mất luôn nữa, mất tín hiệu của mình và con. Còn đằng này có những bậc cha mẹ thì có những cái vùng trời riêng, có những cái thế giới riêng, thấy không? Cha có một Facebook riêng, mẹ có một Facebook riêng, cha có một niềm vui riêng, mẹ có một niềm vui riêng. Rồi cái bắt đầu sáng cái cha đi quán cà phê chỗ này, mẹ thì ngồi quán cà phê chỗ kia, cái đó mất thiệt luôn đó các bậc phụ huynh ơi. Đó là con ở nhà nó nằm, nó bệnh, nó đau vậy đó, mà cuối cùng rồi đó, mình đi cứ bố đi làm, mẹ thì cứ đi tập thể dục dưỡng sinh buổi sáng, rồi mẹ cứ ở lân la quán cà phê. Ôi nó bệnh chẳng sao, nhiều khi nó nũng nịu, nó làm này kia, chứ thật sự nó đâu có bệnh gì nhiều. Nhưng mà thật sự ra dù nó bệnh ít đi chăng nữa, nhưng mà khi mà nó biết được là khi mình nằm mình nhức đầu, mình là cảm cúm ở nhà, mà bố mình cứ lo đi làm chẳng hỏi thăm, mà mẹ đi uống cà phê cũng chẳng mua cho mình một liều thuốc nào hết, thì đó là vô tình mình làm cho những đứa con nó trở nên tủi thân và nó sống cô độc, và nó sẽ sanh là một cái bệnh trầm cảm luôn đó. Cho nên cái sự đánh mất mà cô Linh Trang nói là mất cái đó, mất đi hai trái tim, giữa trái tim con và trái tim của cha mẹ, nó mất đi sự cùng một nhịp đập, chứ không có gì hết đó. Ở trong ngực thì vẫn đập đó, nhưng mà đập cùng một nhịp thì nó lại mất.
Cho nên tất cả những bậc phụ huynh của chúng ta phải cố gắng chấp cho con một đôi cánh để nâng cao thể xác và tâm hồn của con. Nhưng mà nó bay thì hãy để cho nó tự bay. Có thể rằng là che chở con, có thể phủ sóng yêu thương đến với con, nhưng mà hãy để cho nó có đôi chân tự bước. Đó là tất cả những cái gì mà chúng tôi muốn gửi gắm và muốn gửi thông điệp đến toàn thể khán phòng nói riêng và tất cả mọi người trong cuộc sống này nói chung. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Con rất là cảm ơn lời kết của thầy Thượng tọa Thích Minh Thành và cô tiến sĩ Lê Thị Linh Trang. Chúng ta thấy đấy, câu chuyện để mà có được cái sự kết nối giữa cha mẹ và con, để con hiểu cha mẹ và cha mẹ hiểu con, là một bài học vô cùng quý giá. Mà hôm nay trong chương trình hữu hạn, mình không nói được tất cả mọi thứ. Đúng là nếu cho trong gia đình của chúng ta, nếu mà có một cái câu chuyện gì đấy thì cả hai bên cùng phải nhìn lại, và mình đặt mình ở địa vị người kia để hiểu tại sao người kia lại nói như vậy, và cái tiếng lòng của người kia là gì. Như con nhớ thầy nói là cái hồn trong câu nói người kia là gì. Và khi mình nói với người khác, mình cũng phải thổi hồn của mình vào đó, tình yêu thương của mình vào đó, sự quan tâm của mình vào đó. Và con thích cái ý là hãy kết nối với nhau, hãy bật cái điện thoại của trái tim lên, đúng không ạ, để kết nối thực sự, đã khởi động cái nguồn đó. Và như tiến sĩ Linh Trang nhấn mạnh là hãy giao tiếp và sống cùng nhau. Con nghĩ là để hiểu nhau thì trái tim chúng ta đã sinh ra và đã thuộc với nhau rồi, chỉ là bây giờ học cái cách làm sao để đập cùng một nhịp, để cùng hiểu được cái tín hiệu yêu thương của nhau. Đấy mới là điều đáng quý, và ai cũng có thể làm được nếu chúng ta muốn, đúng không ạ. Hãy làm bạn với con và hãy làm bạn với cha mẹ. Không phải chỉ là cha mẹ cần làm bạn với con đâu, mà chính những người con cũng phải làm bạn với cha mẹ, để hiểu được người già trong gia đình, để hiểu được bố mẹ lớn tuổi của mình, với những cái khó khăn vất vả, với những cái suy nghĩ mà nó không thể nào mà đồng điệu với những người mà quá khác biệt về thế hệ, quá khác biệt về lối sống, quá khác biệt về điều kiện văn hóa cũng như các điều kiện khác được. Nên rất mong là thông điệp của chương trình hôm nay đó là hãy hiểu nhau. Khi mà hiểu thì sẽ thương, đúng không thầy? Dạ vâng, lắng nghe để hiểu và nhìn lại để thương. Thông điệp mà chương trình Phật giáo ứng dụng hôm nay nhấn mạnh đó chính là chúng ta hãy kết nối bằng trái tim để chúng ta hiểu nhau hơn. Quý vị thân mến, là chương trình có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà thời lượng có hạn nên là không có đọc hết những câu hỏi của quý vị được. Và trong chương trình sau thì chúng tôi rất là mong được tiếp tục nhận được những câu hỏi của quý vị qua hòm thư điện tử tâm lý Phật giáo ứng dụng a@gmail.com. Và chương trình này sẽ được phát livestream trên các trang fanpage Phật sự Online TV, Chuyện Đạo Chuyện Đời, Thế Giới Phật Giáo, trang của Sư Cô Đức Tâm, cùng nhiều trang Facebook khác. Và quý vị có thể tìm với từ khóa là Chuyện Đạo Chuyện Đời hoặc là Tâm Lý Phật Giáo Ứng Dụng để xem lại chương trình này. Và một lần nữa thay mặt chương trình thì con xin tri ân, thành kính tri ân sự có mặt của hai vị khách mời rất là quý hôm nay, Thượng tọa Thích Minh Thành từ Cần Thơ và Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang từ Học viện Cán bộ TP.HCM đã dành thời gian quý báu tham dự chương trình. Và đặc biệt con xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp và Lá Tía Tô, chị Ngân đã hỗ trợ thực hiện chương trình này, cũng như là toàn bộ ekip của chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời của Phật sự Online TV. Con rất là cảm ơn những điều quý giá mà chúng ta dành cho nhau. Và điều quan trọng nhất mà con cảm ơn đó là tất cả sự có mặt của các bác, các cô, các chú, các anh, các chị ngồi đây. Nhất là những người đã phát biểu như bác Ngô Đức Vượng, bác, chị và người mẹ đã đến đây để hỏi các vị diễn giả. Con mong được gặp lại mọi người trong những chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời tháng sau vào 16 âm lịch hàng tháng. Và chúng ta sẽ được gặp lại nhau trong những chương trình mà có thể mang lại tình yêu thương, hạnh phúc cho mỗi người của chúng ta. Và bây giờ thì con xin phép là được ban tổ chức mời ban tổ chức lên đây để tặng hoa cho các vị diễn giả. Vâng, con xin mời chị Ngân, chủ doanh nghiệp Lá Tía Tô ạ. Truyền tặng chị Trang đúng không? Chị Ngân thì tặng thầy ạ. Dạ đây ạ. Em rất là cảm ơn chị. Dạ, đã tới em. Dạ.